Bán con cho rắn độc. Ngày xưa, tại một ngôi nhà lá ven rừng, có người mẹ nghèo và hai cô con gái sinh sống cùng nhau. Cô em hiền lành, nhân hậu, còn cô chị lại ích kỷ, gian ngoa. Vì nhà rất nghèo nên ngày ngày người mẹ gầy gò đều đeo chiếc giỏ nhỏ bên hông, lặn lội mò cua bắt ốc để ăn qua bữa. Ngày hôm đó, bà ra sông nhưng không bắt được gì. Bà đành đi ra một khúc sông lạ khác để mò cua. Đang lúi húi lội ra khúc sông sâu hơn, bỗng tay bà chạm phải thứ gì đó. Bà mừng rỡ reo lên hình như là cá, con cá này chắc to lắm đây. Bà cúi hẳn người xuống định nhấc con cá lên. Bất chợt con vật quẩy mạnh khiến nước dưới sông đục ngầu, bắn tung tóe. Một con trăn to đùng nhô lên khỏi mặt nước, thè lưỡi dữ tợn. Người mẹ nhìn thấy con trăn, kinh hãi không thốt nên lời. Con trăn nhào đến cuốn chặt lấy bà mẹ. Bà mẹ dùng cố sức đẩy con trăn ra, miệng kêu lên thất thanh: Cứu! Cứu tôi với! Cứu với! Có ai không? Thế nhưng con trăn càng siết chặt bà mẹ hơn. Nó cất tiếng đe dọa: Cứu! Chẳng ai có thể cứu được bà đâu. Nghe tiếng mẹ kêu cứu, hai cô con gái của bà đang mò cua gần đó cũng hớt hải chạy lại. Nhìn thấy mẹ bị con trăn cuốn chặt, cô chị hoảng hốt cầm lấy tay cô em kêu lên: Trời ơi, mẹ kìa, phải làm sao hả em? Cô em dù rất sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm thét lên: Con trăn kia, thả mẹ ta ra mau! Con trăn nghe thấy vậy liền cười lớn: Hai ngươi là ai mà dám đòi ta thả bà ấy? Cô chị run run bám lấy tay cô em. Trong khi đó cô em vẫn điềm tĩnh trả lời: Bà ấy là mẹ của chúng tôi. Con trăn ghé sát mặt xuống nhìn hai cô con gái. Nó nói: Mẹ ngươi ư? Thả bà ấy ra cũng được, nhưng mẹ cô dám đến quấy nhiễu vùng nước của ta. Bây giờ nếu một trong hai ngươi đồng ý lấy ta thì bà ấy sẽ được sống, bằng không... Cô chị nghe thấy vậy vô cùng sợ hãi. Ngay lập tức cô đảo mắt tính toán: Ta không thể lấy con trăn xấu xí kia được, lấy nó coi như đời ta chấm hết. Nhìn mẹ đang lâm nguy, chẳng kịp suy nghĩ gì, cô em đáp lại lời trăn không chút do dự: Nếu ngài đồng ý tha cho mẹ và chị tôi thì tôi sẽ lấy ngài làm chồng. Con trăn ngay lập tức thả người mẹ ra. Nó vui mừng nói với cô em: Được, nàng hãy theo ta về hang thôi nào. Cô em gái hiền lành buồn bã chia tay mẹ và chị gái: Mẹ và chị hãy giữ gìn sức khỏe, con đi đây. Người mẹ nước mắt lưng tròng nhìn đứa con gái khốn khổ của mình: Con ơi, mẹ không thể để con đi như vậy được. Còn người chị ích kỷ vẫn đang run rẩy giục em: Thôi, em hãy đưa con trăn đó đi khỏi đây mau lên. Cô em ngậm ngùi đi theo con trăn. Người mẹ từ phía xa đau đáu nhìn theo con, lòng đau như cắt. Về đến hang trăn, cô em gái sợ hãi nép vào góc hang khóc thút thít: Ngươi hãy giết ta đi, chẳng còn mẹ và chị nữa thì ta sống có nghĩa lý gì. Nàng là một cô gái tốt, có tấm lòng nhân hậu. Vì mẹ bà hy sinh bản thân mình thì làm sao ta nỡ làm điều có lỗi với nàng. Hơn nữa, chính tấm lòng nhân hậu của nàng đã giúp ta hóa giải lời nguyền. Lời nguyền ư? Đúng lúc đó, luồng sáng lóe lên từ người con trăn. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú hiện ra, nắm lấy tay người em gái, dịu dàng nói: Đúng vậy, ta vốn là con của Thủy Tề, bị con quỷ ám lời nguyền biến thành trăng. Lời nguyền chỉ được hóa giải khi một cô gái đồng ý lấy ta làm chồng. Nàng chính là ân nhân cứu mạng của đời ta. Cô em ngỡ ngàng, đôi mắt trừng trừng thốt lên: Vậy ra chàng là người hóa thành trăng ư? Thiếp cứ tưởng số mình đã tận. Xin lỗi vì ta đã làm nàng hoảng sợ. Ta không biết lấy gì để báo đáp ân tình của nàng. Ta nguyện che chở và bảo vệ cho nàng đến cuối đời. Từ đó chàng trai và cô em gái chung sống hạnh phúc bên nhau. Chàng trai rất chăm chỉ chịu khó. Họ cùng nhau dựng một ngôi nhà vững chãi bên trong khu rừng. Chàng uống chén nước cho đỡ khát. Ta xin, nàng xem này, chỉ còn mái nữa là xong rồi. Cuộc sống của họ cứ thế bình yên trôi qua. Cô em vốn khéo tay hay may vá. Nàng chăm chỉ ngồi bên bếp củi để đan áo cho chàng trai. Chàng thử vào xem có vừa không. Chàng trai ướm thử chiếc áo lên người, sung sướng mỉm cười. Vừa vặn quá, cảm ơn nàng. Chàng trai tinh ý nhận ra suốt thời gian ở đây, thỉnh thoảng cô gái hay buồn rầu. Có lẽ là nàng nhớ nhà, nhớ mẹ và chị gái nhiều lắm. Một hôm, chàng bèn bảo: ngày mai ta sẽ đưa nàng về thăm mẹ và chị nhé. Cô gái sung sướng hạnh phúc mỉm cười. Mẹ ơi! Chị ơi! Ngày hôm sau, chàng Trăng đưa cô em gái về thăm nhà. Vừa nhìn thấy dáng hình thân quen của mẹ và chị gái, người em không kìm được xúc động, mừng rỡ reo lên. Cô chị vô cùng sững sờ khi nhìn thấy cô. Mẹ cô chạy đến ôm chầm lấy cô, đôi mắt ngấn lệ nghẹn ngào. Là con thật có phải không? Ơn giời, con vẫn còn sống. Con có bị đau ở đâu không? Mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con phải làm vợ của con Trăng hung ác ấy. Cô em vui vẻ trấn an mẹ. Con vẫn bình an vô sự cơ mà. Mẹ xem con đưa ai về nữa này. Đúng lúc đó, người mẹ để ý thấy chàng trai khôi ngô. Bà ngập ngừng hỏi: cậu này là... Cô chị không giấu nổi sự ghen tị, nhủ thầm: không biết nó kiếm đâu ra anh chàng tuấn tú như vậy cơ chứ. Số nó thật may mắn. Mẹ, đây chính là con Trăng đã cuốn mẹ ở dưới sông. Chàng chính là con của Thủy Tề, phải chịu lời nguyền biến thành trăng. Chính con đã hóa giải lời nguyền ấy để giúp chàng trở lại hình hài con người. Vậy ra đó là con của Thủy Tề ư? Thế mà mẹ cứ tưởng chẳng bao giờ được gặp lại con nữa. Đúng là ở hiền gặp lành. Tưởng gì, chỉ là con của Thủy Tề thôi mà, có gì to tát đâu. Rồi ta sẽ kiếm được một chàng trai cao quý và tuấn tú gấp 10 lần. Lúc ấy xem ai hơn ai. Thế là không chịu thua cô em, cô chị bỏ vào rừng sâu, lục tìm từng bụi rậm, những mong tìm cho mình một chàng Trăng thần khôi ngô khác. Nhưng việc đó chẳng hề dễ dàng. Suốt mấy ngày vất vả trong rừng sâu, cô chị vừa mệt vừa đói, liền ngồi bệt xuống một mỏm đá than thở. Đi mấy ngày trời rồi mà chẳng tìm được con Trăng nào cả. Vừa dứt lời, cô chợt nhìn thấy từ phía xa bóng dáng một con Trăng to lớn. Bên dưới một hốc cây to, con Trăng đang điềm diêm nằm ngủ. Cô chị không màng điều gì, hồ hởi chạy lại hỏi: anh Trăng ơi, tôi đã nghe được mọi người nói về sự tài giỏi của anh. Tôi rất ngưỡng mộ và muốn lấy anh làm chồng. Không biết anh có đồng ý lấy tôi không? Con Trăng thấy động mở mắt. Vừa nhìn thấy cô chị, nó mừng rỡ reo thầm: ai chà, có con mồi ngon quá. Con Trăng hung bạo cuốn lấy cô gái. Cô la hét dữ dội: đau quá, bỏ ta ra. Người mà biến thành người đi, biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú đi nào. Đau quá. Con Trăng càng siết mạnh lấy cô chị, gầm ghè, đe dọa: người nói gì hả? Ta là Trăng, ta đang đói ngấu đây. Ta chỉ muốn ăn thịt thôi, hiểu chưa? Cô chị quẩy đạp, giãy giụa trong phòng xiết con Trăng, miệng không ngừng kêu la: không, bỏ ta ra. Lúc đó con Trăng há miệng to định nuốt trọn cô chị, thì có tiếng quát của chàng trai vang lên: con Trăng kia, thả cô gái ấy ra mau. Cô chị mừng rỡ vội la lên: Cứu, cứu tôi với! Con trăng đảo mắt nhìn chàng trai, nó gầm gừ đe dọa: Ngươi đừng hòng cứu được cô ta, hãy đi mau, nếu không đừng trách ta vô tình. Không chút sợ hãi, chàng trai nhanh nhẹn rút con dao nhọn hoắt lao vào con trăng. Con trăng nhào lên cào vồ xuống chàng trai. Chàng trai nhảy lên tránh được. Chàng lập tức đâm con dao xuống trúng vào đầu trăng. Chỉ trong phút chốc, chàng trai hạ gục con trăng. Cô chị biết mình đã thoát nạn, liền cúi đầu cảm tạ chàng: Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, nhưng sao ngươi biết ta ở đây mà đến? Mẹ và vợ tôi không thấy chị ở nhà nên rất lo lắng, nhờ tôi đi tìm giúp. May mà tôi đến kịp, nếu không thì... Tôi có lỗi với mẹ, có lỗi với em gái. Chính sự ghen tị của tôi đã đẩy tôi đến cớ sự này. Bây giờ cũng chưa muộn để làm lại mọi thứ, rồi chị sẽ gặp được một chàng trai tốt. Thôi, để tôi đưa chị về, kẻo cả nhà mong. Về đến nhà, người mẹ và cô em gái vui mừng chạy ra đón cô chị trở về. Kể từ đó, cô chị không còn ghen ghét với em gái của mình nữa. Cô em hiền thảo cùng người chồng trăng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Người đẹp ngủ trong rừng. Ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi, nhà vua và hoàng hậu cùng cai trị một vương quốc yên bình và vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, có một điều khiến cho nhà vua và hoàng hậu không khỏi buồn rầu. Đó là mãi mà họ vẫn chưa thể có con. Nỗi lo ấy khiến cho cả nhà vua và hoàng hậu ngày càng ăn không ngon, ngủ không yên. Một hôm, hoàng hậu cùng nhà vua ngắm cảnh ở vườn Thượng Uyển. Hoàng hậu buồn bã than thở với nhà vua: Thượng đế đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu điều đẹp đẽ trong cuộc đời này rồi. Giờ thiếp chỉ còn một mong ước duy nhất là chúng ta có một mụn con. Hoàng hậu vừa nói dứt lời, bỗng một con ếch màu xanh nhảy vụt lên từ phía lòng hồ. Con ếch cất tiếng nói: Điều hoàng hậu mong ước sẽ thành sự thật. Đến mùa xuân, hoàng hậu sẽ sinh một cô con gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Nói rồi con ếch bỗng chốc vụt biến mất. Vua và hoàng hậu vô cùng mừng rỡ trước những gì vừa nghe được. Ôi, thật vậy sao? Thời gian thấm thoát trôi đi. Khi mùa xuân tới, đúng như lời tiên đoán của ếch xanh, hoàng hậu đã hạ sinh đứa con đầu lòng. Đó là một nàng công chúa nhỏ vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Nhà vua xa xưa ngắm nhìn công chúa mới ra đời, nở nụ cười hạnh phúc. Ôi, công chúa nhỏ bé của ta, ta sẽ đặt tên con là công chúa Hoa Hồng nha. Rồi người hào hứng quay ra bên ngoài truyền lệnh: Người đâu, hãy chuẩn bị cho ta một bữa tiệc linh đình để cả lâu đài chúc phúc cho cô công chúa bé nhỏ chào đời. Những người hầu bên cạnh cũng vô cùng phấn khởi và rang: Dạ thưa vâng ạ. Chẳng mấy chốc, cả lâu đài được trang hoàng rực rỡ, tiếng nhạc rộn ràng vang lên. Vậy là một bữa tiệc linh đình chúc phúc cho công chúa nhỏ đã bắt đầu diễn ra. Các bà tiên xinh đẹp đều được mời đến dự tiệc. Họ đứng bên cạnh chiếc nôi dát vàng của công chúa nhỏ bé. Lần lượt từng bà tiên tiến đến chúc phúc. Đầu tiên là bà tiên xanh. Bà giơ ra một chiếc gậy phép thuật vung lên trước mặt công chúa, rồi nhẹ nhàng cất tiếng: Công chúa nhỏ bé, ta ban cho con sức khỏe. Rồi bà tiên hồng bước đến cạnh nôi công chúa: Ta ban cho con có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến ai nhìn thấy cũng phải yêu quý. Các bà tiên khác cũng lần lượt tiến tới gần và chúc phúc cho công chúa: Ta ban cho con đức hạnh, ta ban cho con giàu sang phú quý. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho công chúa. Cho đến khi bà tiên thứ 12, cũng là bà tiên cuối cùng, tiến đến gần chiếc nôi. Bà cất lời chúc phúc: Ta chúc cho công chúa mãi mãi như... Bà tiên thứ 12 chưa kịp nói hết câu thì bất chợt một luồng khói đen xì xuất hiện. Đám khói dần dần tan biến và bà tiên hắc ám thứ 13 hiện ra. Sự xuất hiện của bà ta khiến mọi người ai nấy đều sững sờ, hoảng hốt. Bà tiên thứ 13 vận bộ đồ đen xì, bộ mặt nanh ác, đi đi lại lại xung quanh chiếc nôi. Bà ta cất giọng khàn đặc: Các người dám khinh nhờn ta, không mời ta tới dự buổi lễ hôm nay ư? Ta sẽ khiến cho các người phải trả giá về điều này. Hoàng hậu lo lắng nhìn sang đức vua, nhưng không biết phải làm sao. Bà tiên thứ 13 hùng hổ bước đến bên nôi của công chúa, gằn giọng nói: Hãy nghe lời nguyền của ta đây. Đến năm thứ 15 tuổi, công chúa Hoa Hồng sẽ bị một mũi quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết. Lời nguyền độc địa của bà tiên hắc ám khiến mọi người xung quanh choáng váng. Hoàng hậu ôm lấy đức vua run lẩy bẩy. Bà tiên cất tiếng cười nham hiểm rồi biến mất cùng luồng khói đen xì. Bà tiên hắc ám biến mất, nhà vua và hoàng hậu mới hoàn hồn, lo lắng chạy đến bên công chúa. Nhà vua và hoàng hậu đau khổ thốt lên: Không, con của ta còn không thể chết được. Bà tiên thứ 12 liền đi đến bên công chúa. Bà điềm tĩnh cất giọng: Xin nhà vua và hoàng hậu chớ lo lắng quá. Ta không thể hóa giải lời nguyền độc địa kia, nhưng ta có thể làm giảm bớt nó đi. Nói rồi bà rút ra chiếc đũa thần, chỉ xuống công chúa. Công chúa Hoa Hồng sẽ không chết, mà chỉ ngủ một giấc ngủ dài 100 năm. Rồi một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú sẽ đến với nàng. Bà tiên thứ 12 hóa giải bớt lời nguyền độc ác của bà tiên hắc ám. Sau lễ chúc phúc, công chúa dần lớn lên trong sự che chở yêu thương hết mực của nhà vua và hoàng hậu. Mỗi khi ngắm nhìn công chúa vô tư chạy nhảy, nhà vua và hoàng hậu đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Một hôm, nhà vua tự hào nói với hoàng hậu: Công chúa của chúng ta lớn lên mỗi lúc một thông minh và xinh đẹp, đúng như lời chúc phúc của các bà tiên. Nhưng hoàng hậu vẫn không khỏi âu lo về tương lai của công chúa. Nhưng thần thiếp vẫn lo lắng đến một ngày khi mà con của chúng ta tròn 15 tuổi. Tuy trong lòng nhà vua cũng vô cùng lo lắng, nhưng ngài vẫn an ủi hoàng hậu: Nàng yên tâm, ta đã ra lệnh tịch thu và cấm tất cả thần dân trong vương quốc. Không ai được quay sợi rồi, phòng trừ mọi hiểm họa cho công chúa của chúng ta. Thời gian cứ thế trôi đi, và rồi ngày công chúa tròn 15 tuổi cũng đã tới một cách nhanh chóng. Công chúa bây giờ càng lúc càng thông minh, xinh đẹp hơn. Thế rồi chuyện không hay cuối cùng cũng xảy ra. Vào một ngày ánh nắng chan hòa, công chúa Hoa Hồng dạo chơi trong lâu đài. Bỗng nàng nhìn thấy một chú bướm vô cùng xinh đẹp. Nàng thích thú tiến đến gần hơn tới chú bướm. Nàng vừa định chạm vào chú bướm, trong chớp mắt chú bướm đã vỗ cánh bay đi. Công chúa vẫn không bỏ cuộc, nàng mải mê đuổi chạy theo, quyết chụp cho bằng được chú bướm xinh đẹp kia. Chú bướm dẫn lối công chúa vòng ra dãy cây phía sau lâu đài lúc nào không hay. Rồi nó tiếp tục dẫn lối công chúa vào bên trong một chiếc hang rộng. Công chúa mãi miết chạy theo chú bướm vào bên trong hang. Bỗng công chúa trông thấy một bà cụ đang ngồi kéo sợi chăm chú. Nàng vô cùng ngạc nhiên tiến lại gần và hỏi bà cụ: Bà ơi, bà đang làm gì vậy ạ? Đó là một bà cụ có khuôn mặt nhăn nhúm. Bà ta không hề thay đổi sắc mặt, ngẩng lên trả lời công chúa: Bà đang ngồi kéo sợi cháu gái ạ. Công chúa tò mò tiến đến gần hơn với bà lão. Ồ, kéo sợi ư? Cháu chưa từng thấy bao giờ. Bà cho cháu thử làm với nha. Bà cụ khẽ mỉm cười, vẻ nanh ác trả lời: Tất nhiên rồi cháu gái. Nói rồi bà ta liền đưa mũi kim khâu cho công chúa. Công chúa vừa mới cầm mũi kim lên khâu mũi đầu tiên thì chợt mũi kim đâm vào tai nàng, khiến máu rỉ ra. Công chúa giật mình kêu lên. Sau khi bị mũi kim đâm vào tai, công chúa chợt ngờ ngỡ ra rằng mình đang gặp nguy hiểm. Nàng định đứng dậy bước đi, nhưng bỗng nàng thấy trời đất chao đảo, rồi ngã đổ người xuống chiếc giường bên cạnh. Thế là công chúa đã chìm vào giấc ngủ dài. Ngay lập tức, cả kinh thành bỗng bị bao phủ một đám mây đen. Cả lâu đài từ con người đến các loài động vật bị lời nguyền phù phép. Họ trở nên bất động giống như chìm vào giấc ngủ sâu. Những bụi cây hồng gai mọc dần lên, che phủ cả lâu đài, thành một khu rừng lớn. Rồi sau đó thành một khu rừng rậm toàn hồng gai cổ thụ. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng còn mấy ai biết đến công chúa và lâu đài bị che phủ. Cho đến một hôm, một chàng hoàng tử tình cờ đi ngang qua lâu đài và nghe ông cụ ở gần kể lại câu chuyện. Ở đó, chuyện xảy ra lâu rồi, nghe các cụ nhà tôi kể lại, cả kinh thành và nàng công chúa Hoa Hồng xinh đẹp đã chìm trong một giấc ngủ dài, có lẽ cũng đã được cả 100 năm rồi. Vừa nghe hết câu chuyện về nàng công chúa đang ngủ say trong lâu đài mà cụ già vừa kể, chàng hoàng tử liền nghĩ: Nhất quyết ta sẽ phải vào bên trong để cứu công chúa. Thấy hoàng tử hừng hực khí thế, chuẩn bị xông về phía lâu đài đầy cỏ gai, người lính đứng cạnh lo lắng ngăn cản. Thưa hoàng tử, nguy hiểm lắm ạ. Nhiều người vào trong lâu đài cũng đã phải bỏ mạng giữa những hàng rào gai đó rồi ạ. Mặc mọi lời can ngăn, hoàng tử vẫn giữ quyết tâm. Nhất định ta phải vào cứu nàng ra. Vậy là hoàng tử xăm xăm bước về phía những bụi rậm đầy gai góc. Chàng dùng chiếc gươm dán mạnh vào bụi hoa hồng. Kỳ lạ thay, chiếc gươm vừa đụng vào bụi gai thì nó liền dạt sang hai bên cho chàng đi. Chàng đi tới đâu, những cành hoa hồng dạt sang hai bên tới đó, nên chẳng mấy chốc lâu đài đã dần hiện ra trước mắt chàng. Vừa nhìn thấy bóng dáng cung điện, hoàng tử vô cùng mừng rỡ. Khi chàng bước qua cổng, những toán lính bị khóa thép vẫn đang đứng yên bất động. Chàng đi tiếp qua bãi cỏ, những chú ngựa cũng đứng im bất động trong giấc ngủ dài cả trăm năm. Hết bãi cỏ tới hàng cây rậm, nơi có những nhánh cây rụ xuống cái hang rộng. Hoàng tử liền bước vào trong hang, và cuối cùng chàng đã nhìn thấy cô công chúa xinh đẹp đang ngủ say. Vẻ đẹp của công chúa khiến hoàng tử chợt sững sờ. Chàng choáng váng thốt lên: "Ôi, nàng đẹp quá!" Như bị thôi miên, hoàng tử tiến đến gần công chúa, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hoàng tử vừa chạm vào môi thì công chúa bừng tỉnh. Nàng mở mắt nhìn hoàng tử trìu mến. Ngay sau đó, cả lâu đài bừng tỉnh, chim chóc ca hót ríu rít. Tất cả những công việc dang dở trước khi cả lâu đài ngủ say bây giờ lại được tiếp tục. Trong gian bếp, người đầu bếp tiếp tục giơ tay chặt miếng thịt dở từ trăm năm trước, và ngọn lửa lại tiếp tục bập bùng cháy. Hoàng tử và công chúa nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Cả hai người cùng bước ra giữa cung điện, nơi có nhà vua và hoàng hậu đang ngồi chờ. Vậy là cuối cùng hoàng tử đã tới và đánh thức cả cung điện bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Mọi người nắm tay nhau ca hát, nhảy múa vui vẻ. Và cũng ngay sau đó, lễ cưới giữa hoàng tử và công chúa hoa hồng xinh đẹp đã diễn ra. Hai người sống với nhau hạnh phúc trọn đời. Lấy ếch làm vợ. Ngày xưa, ở một đất nước nọ, có một vị vua tuổi đã cao nên muốn các con trai của mình sớm yên bề gia thất để ngài có thể yên tâm trị vì đất nước. Một ngày nọ, người gọi ba hoàng tử của mình đến bên và dặn dò: Các con thật yêu của ta, trước khi ta trở về cảnh già nua, ta muốn các con hãy lấy vợ. Các con hãy lấy cùng tên của các con, rồi đi đến chỗ cánh đồng bắn một mũi tên. Mũi tên rơi đúng nơi nào thì số phận các con sẽ ở chỗ đó. Dạ vâng, thưa phụ hoàng. Nghe lời vua cha, ba hoàng tử cùng nhau mỗi người bắn một phát tên. Mũi tên của hoàng tử cả rơi vào sân nhà của một vị công tước. Mũi tên của hoàng tử thứ hai lại rơi vào sân nhà của một thương gia giàu có. Chỉ còn lại một mũi tên của hoàng tử Úc Ivan là không biết rơi về đâu. Hoàng tử phải đi tìm kiếm khắp nơi mũi tên của mình. Bỗng có tiếng ếch kêu lên làm hoàng tử giật mình sững lại. Chàng nhìn về phía cái ao trước mặt. Hóa ra trên mặt ao, một con ếch đang dùng chân giữ mũi tên của hoàng tử Úc lại. Hoàng tử bèn tiến lại gần và nói với ếch: Ếch ơi, ếch hãy trả cho ta mũi tên của ta nha. Ếch bỗng lên tiếng trả lời: Chàng hãy lấy thiếp làm vợ đi. Nghe ếch nói, hoàng tử vô cùng ngạc nhiên sửng sốt. Chàng lắp bắp hỏi lại: Hả? Ếch biết nói ư? Nhưng làm sao ta có thể lấy ếch làm vợ được? Chàng hãy tin lời thiếp, vì đó là số phận của chàng mà. Nghe ếch nói thế, hoàng tử Úc đành xuôi theo, vì chàng tin vào số phận đã định sẵn. Chàng dẫn ếch về cung để cưới ếch làm vợ. Nhìn thấy hai hoàng tử lớn dẫn theo những cô vợ xinh đẹp, còn hoàng tử Úc lại dẫn ếch về đòi lấy làm vợ. Nhà vua không khỏi ngạc nhiên, nhưng người vẫn chiều theo ý nguyện của các con mình. Hôn lễ của ba vị hoàng tử được tổ chức linh đình trước sự chứng kiến của toàn thể bá quan văn võ. Mọi chuyện vẫn êm đềm diễn ra, cho đến một ngày, nhà vua cho gọi ba hoàng tử đến gặp mình và tuyên bố: Các con đã lấy vợ được ít lâu. Hôm nay ta muốn xem những người vợ của các con, ai là người khéo léo nhất. Mỗi người sẽ may cho ta một chiếc áo và phải mang đến đây vào ngày mai. Nghe vua cha nói vậy, Hoàng tử Út trở về nhà trong tâm trạng vô cùng lo lắng. Ếch nhìn thấy chồng như thế thì gặng hỏi: "Chẳng có chuyện gì không vui sao? Hãy nói tiếp nghe đi." "Phụ hoàng ta ra lệnh cho ếch phải may cho người một chiếc áo. Ngày mai phải xong, mà nàng thì làm sao có thể chứ?" Nhưng trái ngược với sự lo lắng của hoàng tử Út, ếch lại vô cùng bình tĩnh. Nó trấn an chàng: "Hoàng tử Ivan ơi, xin chàng chớ có buồn lòng. Hoàng tử cứ đi ngủ đi, chàng sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi tỉnh dậy." Hoàng tử cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc lên giường đi ngủ. Chàng không hề hay biết rằng khi chàng đã ngủ say, phía sau vườn nhà ếch đã biến hóa thành nàng công chúa Valisa sắc sảo, xinh đẹp và lộng lẫy. Công chúa vỗ tay mấy cái và ra lệnh: "Các em hầu gái của ta đâu cả rồi? Hãy nhanh chân, nhanh tay sửa soạn nào. Trong đêm nay, các em hãy may xong cho ta một chiếc áo đẹp như cái áo phụ hoàng ta đang mặc nha." Sáng hôm sau, hoàng tử Ivan vừa thức giấc thì chàng đã thấy một chiếc áo gập gọn gàng trên bàn. Chàng vừa ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cầm chiếc áo lên thích thú. "Một chiếc áo là vợ ta đã may đó sao? Giờ ta phải nhanh chóng mang lên dân phụ hoàng mới được." Rồi hoàng tử Út nhanh chóng mang áo vào trong cung để ý kiến nhà vua. Cùng lúc đó, hai vị hoàng tử cũng đã có mặt và dâng lên vua những chiếc áo do chính tay vợ họ may. Lần lượt những chiếc áo được đặt lên bàn để đức vua chiêm ngưỡng. Trong 3 chiếc áo thì chiếc áo của hoàng tử Út là đẹp hơn cả, với những hình vẽ thêu bằng những sợi chỉ vàng và bạc lấp lánh. Nhà vua dừng lại ở chiếc áo thứ 3 của hoàng tử Út, ánh mắt vui mừng nói lớn: "Đây chính là một chiếc áo mà ta mong muốn, đường nét hoa văn tinh tế mà sang trọng. Ta có thể mặc nó vào những dịp quan trọng, tuyệt lắm. Ivan, vợ của con thật là khéo léo." Thấy vua cha hết lời khen ngợi chiếc áo của hoàng tử Út, hoàng tử cả và hoàng tử hai khó chịu thì thầm với nhau: "Cái con ếch vợ Ivan không phải tầm thường đâu. Nó chính là một con mụ phù thủy đấy. Làm sao ếch có thể may được áo cơ chứ?" Nhà vua tiếp tục nói với các hoàng tử: "Lần này, các con hãy về bảo vợ mình làm bánh dâng lên ta sáng ngày mai. Ta muốn xem ai là người làm bếp giỏi nhất." Nghe vua cha nói, 3 hoàng tử ngoan ngoãn vâng lệnh rồi ra về. Tuy được vua cha khen ngợi chiếc áo, nhưng trong lòng hoàng tử Ivan vẫn không tránh khỏi buồn phiền. Chàng trở về nhà nói với ếch: "Ếch ơi, phụ hoàng yêu cầu nàng phải làm một cái bánh, sáng mai dâng lên phụ hoàng." Ếch vẫn tươi cười động viên hoàng tử: "Hoàng tử, xin chàng chớ có buồn. Hoàng tử cứ đi ngủ đi, chàng sẽ thấy tốt hơn sau khi ngủ dậy." Nghe lời ếch, hoàng tử Ivan lại lên giường nằm ngủ. Khi chàng đã ngủ say, ếch lại ra sân sau vườn, biến hình trở lại thành nàng công chúa xinh đẹp và gọi các người hầu của mình đến sai bảo: "Các em hầu gái của ta đâu cả nào? Nhanh chân nhanh tay lên, chuẩn bị sẵn sàng cả đi. Các em hãy làm một cái bánh trắng thật ngon trong đêm nay." Trời sáng, 3 hoàng tử lại tất bật vào cung dâng 3 chiếc bánh lên cho nhà vua. Những chiếc bánh của hoàng tử cả và hoàng tử hai đều méo mó cháy đen. Duy chỉ có chiếc bánh thứ 3 của hoàng tử Út là nhìn đẹp nhất. Nhà vua nhìn chiếc bánh của hoàng tử Út hào hứng: "Đây mới thật là cái bánh dùng để ăn trong những ngày lễ Tết. Vợ của con chính là người làm bếp giỏi nhất, hoàng tử Út ạ." Nghe nhà vua lại tiếp tục khen hoàng tử Út, hai hoàng tử anh lấy làm khó chịu ra mặt nhưng không thể làm gì được. Nhà vua tiếp tục đến bên 3 con ra lệnh: "Ngày mai ta sẽ tổ chức đại tiệc. Các con hãy dắt theo vợ của mình đến cùng tham dự đi." "Chúng con xin vâng ạ." Lần này, hoàng tử Út lại trở về nhà của mình trong tâm trạng buồn bã. Chàng rầu rĩ nói với ếch: "Ếch ơi, phụ hoàng ta ra lệnh cho sáng mai cùng ếch đến tham dự một bữa tiệc. Làm sao ta có thể đem ếch đi chứ? Mọi người sẽ cười chê nàng mất." Ếch liền trả lời: "Hoàng tử chớ có sầu não như thế. Hoàng tử cứ đến dự tiệc trước, thiếp sẽ đến gặp hoàng tử sau. Khi nào chàng nghe thấy một tiếng sấm nổ đinh tai thì xin chàng chớ sợ, đó chính là lúc thiếp đến đó." Nghe ếch nói, hoàng tử Úc cũng thấy yên lòng hơn. Rồi bữa tiệc cũng đã đến. Trong cung được trang trí đẹp mắt với tiếng nhạc tưng bừng nhộn nhịp. Hai hoàng tử Anh sánh vai cùng hai cô vợ ăn mặc lộng lẫy. Thấy hoàng tử Ivan đứng một mình, hai hoàng tử liền chế giễu. Sao hoàng đệ không đưa vợ đến đây chứ? Cứ gói quách cô ta vào trong một cái khăn rồi mang đến cũng được chứ sao? Trong khi hoàng tử Úc đang bối rối chưa biết trả lời như thế nào trước lời chế giễu của hai anh trai, thì bỗng một tiếng sấm nổ rất to rung chuyển vang lên. Mọi người giật mình thảng thốt. Chuyện gì vậy? Xin mọi người chớ có sợ hãi. Đó là nàng ếch, vợ của tôi đang tới đây. Từ phía cửa, nàng tiên Phalisa xinh đẹp lộng lẫy yêu kiều bước vào trong ánh mắt trầm trồ khen ngợi của mọi người. Nàng tươi cười bước đến bên hoàng tử Úc. Hoàng tử Úc đón lấy tay nàng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ai nấy đều ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của nàng. Chà, nàng ấy thật xinh đẹp. Nàng cùng hoàng tử Úc tiến đến phía bàn ăn, rồi nàng nhẹ nhàng cầm chén rượu đổ vào ống tay trái. Thấy thế, hai cô vợ của hai hoàng tử Anh thì thầm với nhau. Nhìn cô ta làm gì kìa? Tại sao lại đổ rượu vào tay áo chứ? Chúng ta hãy làm theo cô ta, chắc chắn sẽ có điều gì đó đặc biệt. Rồi Phalisa cùng hoàng tử nhảy với nhau giữa phòng tiệc. Nàng xoay vòng nhẹ nhàng uyển chuyển. Nàng vung tay áo, hồ nước xuất hiện. Những con thiên nga lông trắng như tuyết xuất hiện bơi lội trong hồ. Thấy thế, nhà vua và các vị hoàng tử, công chúa trố mắt nhìn thích thú. Chà, kỳ diệu thật. Ngồi trong góc bàn, hai nàng vợ của hai chàng hoàng tử Anh thì thào với nhau. Đó là lý do nàng ta đổ rượu vào tay áo. Chúng ta cũng làm vậy đi, các quan khách cũng sẽ ngưỡng mộ chúng ta. Rồi hai nàng vợ của hoàng tử Anh cũng bước ra nhảy. Cả hai cùng vung tay áo lên thì rượu bắn tung tóe khắp nơi. Vua và các vị quan khách giật mình khi rượu bắn vào người. Các ngươi làm gì thế này? Muốn phá bữa tiệc hay sao? Ra ngoài hết cho ta. Thấy nhà vua tức giận, hai cô vợ sợ sệt vội vã kéo nhau lùi ra ngoài. Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Phalisa cùng hoàng tử Úc trở về nhà. Vừa về đến nhà, nàng đã vội vã đi tìm khắp nơi. Thấy thế, hoàng tử liền hỏi. Công chúa của ta, nàng tìm gì vậy? Thiếp đang tìm tấm da ếch mà không thấy đâu hết. Ta thấy nó ở trong vườn nhà và ta đã đốt nó đi rồi. Thấy hoàng tử nói vậy, công chúa ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt. Chàng nói sao? Chàng đã đốt nó rồi. Đúng vậy, nếu không có tấm da ếch thì nàng sẽ không thể biến trở lại thành ếch được. Ta muốn nàng mãi mãi như thế này ở bên ta, sẽ mãi là người vợ xinh đẹp và tài giỏi của ta. Vì thế ta đã đốt nó. Nhưng trái với sự vui mừng của hoàng tử Úc, công chúa lại tỏ ra vô cùng buồn bã. Hoàng tử đã làm một việc tai hại quá. Giá như chàng chờ đợi trong vòng 3 ngày nữa thôi, thì chắc hẳn thiếp đã thuộc về chàng mãi mãi. Nhưng giờ đây lời nguyền của thiếp không thể được giải nếu thiếu tấm da ếch đó. Thiếp phải nói lời từ biệt với hoàng tử thôi. Kìa nàng, đừng bỏ ta. Dứt lời, nàng Phalisa biến thành một con chim và bay ra ngoài cửa sổ. Hoàng tử Ivan đau khổ giơ tay gọi với theo. Con chim bay lên bầu trời, tiếng nàng Phalisa vọng lại. Nếu chàng muốn tìm thiếp, chàng sẽ phải vượt qua rất nhiều biển cả, rất nhiều đường đất để tới được xứ sở của quỷ Cassaday. Chỉ vì sự vội vã của mình mà hoàng tử Ivan đã đánh mất đi người vợ. Chàng vô cùng đau khổ vì sai lầm của mình. Chàng quyết định vượt rừng rậm biển sâu để tìm ra được người vợ yêu dấu. Cuối cùng, nhờ sự kiên trì và lòng dũng cảm của hoàng tử Ivan, chàng đã tìm thấy người vợ yêu quý của chàng. Cả hai cùng chung sống hạnh phúc đến cuối đời. Đứa trẻ bị bỏ rơi. Ngày xưa, nơi ven rừng kia có một bác tiều phu mộc mạc, hiền lành, làm nghề đốn củi để sinh sống. Trước đây, khi vào rừng hái củi, bác chỉ nhặt một ít cây khô ở bìa rừng. Được nặng gánh thì trở về, nhưng củi ngày một hiếm, ngoài bìa rừng cũng chẳng còn, nên càng ngày bác càng phải đi sâu hơn vào trong rừng. Hôm ấy, khi đang vác củi trở về, bác chợt nghe tiếng trẻ khóc. Lấy làm lạ, liền đứng lại rẽ cây nghe ngóng xem tiếng khóc ấy ở đâu đưa lại, thì thấy ở phía trước mặt dưới một lùm cây to có một con dê rừng rất lớn đang lấy chân trước bới một đống cỏ. Đứa trẻ nằm trên đống cỏ ấy. Kỳ lạ hơn nữa là sau đó con dê nằm xuống cho đứa trẻ bú. Đứa trẻ rít lấy rít để bầu sữa căng rồi nằm lăn ra ngủ ngon lành. Một chốc con dê đứng dậy liếm mớ tóc bơm xồm của đứa trẻ rồi chạy đi. Con dê vừa đi khỏi thì một đàn chim bay đến. Trên mỏ của chúng cắt những chiếc lá cây, nhành cỏ như muốn phủ lên người đứa bé. Đứa trẻ này thật tội nghiệp, bị bỏ lại nơi rừng sâu nguy hiểm. Nếu không được muôn thú bảo vệ, nuôi nấng thì có lẽ đã bỏ mạng nơi đây rồi. Chuyện này kể ra cũng thật kỳ lạ. Ta sẽ mang thằng bé về nuôi, dù không dư dả nhưng cũng không để thằng bé đói khổ. Và rồi cậu bé được bác tiều phu nuôi nấng, yêu thương như con đẻ của mình. Bác cho rằng cậu bé có một số mệnh kỳ lạ, vì vậy quyết định đặt tên cho cậu là Kỳ. Thời gian thấm thoát trôi qua, Kỳ lớn lên trở thành một chàng trai tuấn tú, khỏe mạnh vô cùng. Với sức khỏe đó, chàng thay cha đi đốn củi nuôi sống cả gia đình. Hôm ấy, Kỳ vào rừng sâu đốn củi. Cậu chọn một cây lớn ra sức đốn. Trong lòng khắp khởi mừng thầm vì nghĩ bán hết chỗ củi đó sẽ được món kha khá để lo thuốc thang cho cha già tẩm bổ. Nhưng rồi khi mặt trời đã dần lặn, chắc có lẽ mình phải để mai quay lại đốn tiếp thôi. Trời sắp tối mất rồi, chắc cha ở nhà mong mình lắm. Hôm sau, Kỳ đi tới chỗ gốc cây chiều hôm trước mình đốn dở thì gặp chuyện vô cùng lạ lùng, không tin được vào mắt mình. Hả? Chuyện gì thế này? Rõ ràng hôm qua mình đã đốn cái cây này được một nửa rồi. Thật kỳ lạ. Tức thật. Đã vậy, hôm nay mình nhất định phải đốn bằng được cái cây này. Mình đã gắng sức lắm rồi, nhưng vẫn không xong được. Thôi, đành phải để sang ngày mai vậy. Trời ơi là trời, bao nhiêu công sức của mình sao lại đổ xuống sông xuống bể thế này chứ. Ta sẽ đốn cái cây này cho bằng được. Ta không tin có điều gì lại thắng được sự kiên trì của ta. Hôm nay nhất quyết không xong không về. Cố mãi mà vẫn chưa đốn được cái cây này. Nhưng hôm nay mình nhất định phải trình xem chuyện gì đã xảy ra mà chỉ sau một đêm cái cây lại có thể tự liền da liền thịt như thế. Kỳ tò mò muốn biết điều gì đã xảy ra với cái cây kỳ lạ, nên đêm hôm ấy anh chàng quyết định ngủ lại trong rừng. Khi màn đêm buông xuống, bỗng chốc gió thổi ù ù, cây cối khẽ rung lên xào xạc, một làn khói mỏng hiện lên. Sau đó là một ông cụ già đầu tóc bạc phơ, chống gậy đi đến. Cụ tiến đến cái cây chặt dở, chỉ vào cái cây. Thần kỳ chưa? Những vết chặt trên thân cây từ từ biến mất. Hả? Ôi không, chuyện gì thế này? Ông đang làm gì thế? Ông có biết cháu đã rất khó nhọc mới đốn được cái cây lớn này không? Sao ông lại phá hỏng công việc của cháu như thế chứ? Ta là Thái Bạch Tinh Quân. Thì ra kẻ nhất quyết muốn chặt hạ cái cây này là ngươi đấy ư? Nhà tôi còn có cha già ốm yếu. Ngài nói xem, nếu tôi không chăm chỉ đốn củi thì cha tôi biết trông nhờ vào ai đây? Ta biết ngươi rất chịu thương chịu khó, nhưng ta không thể để cây cối trong rừng bị ngươi chặt hết thế này được. Thôi được rồi, ta sẽ ban cho ngươi cái gậy thần này. Ngươi hãy nhớ cho ta, mỗi khi ngươi chặt một cây thì đồng thời ngươi phải làm hồi sinh một cây khác, để rừng cây vẫn phát triển sinh sôi. Ta xin nghe lời ngài. Khi thần vừa biến mất, Kỳ vẫn chưa hết kinh ngạc. Chàng cứ nghĩ đây là một giấc mơ, nhưng khi nhìn xuống, cây gậy vẫn còn trên tay. Chàng liền cầm cây gậy thử chạm vào cái cây. Không ngờ cái cây hồi sinh. Chạm đến đâu thì cỏ cây mọc lên tươi tốt đến đó. Ôi, ôi, rắn, rắn. Chà, hóa ra là một con rắn chết thôi. Con rắn này có màu xanh tuyệt đẹp, thật đáng thương. Để mình thử hồi sinh nó xem sao. Nhưng có khi nào nó sống lại và làm hại mình không? Nhưng để nó chết ở đây cũng tội. Thôi, cứ cứu sống được nó cái đã. Sống lại rồi, thật may quá. Chàng chạm cái gậy vào đầu rắn. Không ngờ rắn sống lại và bỏ đi thật. Cái gậy mà Thái Bạch Tinh Quân cho chàng đúng là có tác dụng cải tử hoàn sinh. Thế rồi một buổi sáng, khi anh đang ở trong rừng, thì có một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú kéo theo vài người tùy tùng, khăn áo chỉnh tề tiến đến gần. Chào anh, tôi là Tiểu Long Hầu, con Long Vương ở biển Nam. Hôm trước tôi có bị trẻ chăn trâu đánh dập đầu chết ở bờ sông. May thay được anh cứu sống. Ơn đức ấy quả là không biết lấy gì báo đáp. Nay tôi có chút lòng thành muốn gửi tặng anh. Thật may vì lúc đó có thể cứu được anh. Tôi không dám nhận những thứ quý giá này đâu. Anh hãy mang về đi. Tiểu Long Hầu nói thế nào Kỳ cũng quyết không nhận vàng bạc châu báu. Quý tấm lòng của Kỳ, Tiểu Long Hầu đưa cho Kỳ một ống linh tê rẽ nước và ngỏ ý mời Kỳ xuống thủy cung chơi một chuyến để mở rộng tầm mắt. Wow, nơi anh ở thật nguy nga, tráng lệ. Dưới này còn có rất nhiều cảnh quan kỳ thú. Tôi sẽ đưa anh đi tham quan thỏa thích. Biết chuyện Kỳ đã cứu mạng con trai mình, Long Vương lấy làm cảm kích vô cùng. Ngài sai người mang ra biết bao nhiêu sản vật quý hiếm dưới biển tặng cho Kỳ. Nhưng một lần nữa anh lại nhất quyết từ chối. Vàng bạc châu báu, sản vật quý hiếm, ân nhân đều từ chối. Ta và con trai thật không biết lấy gì báo đáp ân nhân. Khi ta cứu giúp con trai ngài, chưa bao giờ mong cầu được đền đáp. Vốn chỉ thấy đó là một việc đáng làm. Xin ngài và Tiểu Long Hầu đừng quá bận tâm. Ân nhân quả là người có tấm lòng thiện đức. Ta có quyển sách này xin tặng người. Đây là quyển sách cầu được ước thấy. Ta nghĩ chỉ có ân nhân mới xứng đáng có được quyển sách này. Được, vậy ta sẽ nhận quyển sách này và xin hứa với ngài sẽ sử dụng nó một cách hữu ích. Tưởng vị đó thế nào, 5 lần 7 lượt từ chối vàng bạc châu báu, vật phẩm quý hiếm, thì ra là muốn thứ quý giá hơn. Có quyển sách cầu được ước thấy thì muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu quý hiếm chẳng được. Trời ơi, năm nay lũ về sớm hơn dự tính. Bà con ơi, chạy nhanh đi. Năm nào lũ cũng đến tàn phá làng mình. Không thể như thế này mãi được. Mình phải thay đổi chuyện này. Với những phép biến hóa từ quyển sách cầu được ước thấy và cây gậy hồi sinh, chàng đã đi khắp nơi cứu nhân độ thế. Để cảm tạ ân đức của chàng, nhân dân đã tôn chàng lên thành bậc thánh thần. Về sau, thần theo dòng sông lớn tìm đến một ngọn núi cao chót vót 3 tầng, tròn như cái tán, rồi hóa phép mở một con đường qua các động, các suối lên đỉnh núi. Thần hóa phép tạo ra thành lâu đài để an cư. Thần thường xuống núi đi thăm thú cảnh đẹp và dùng phép cứu độ nhân dân. Ngọn núi thần ở là núi Tản Viên, nên người ta gọi là thần Tản Viên hay Sơn Tinh. Hái nấm độc. Ngày xưa, có một người đàn ông sống hiền lành bên người vợ trong một làng hẻo lánh trên núi cao. Hai vợ chồng đã rất già, lại không có con cái. Mỗi ngày trôi qua, họ lại càng cảm thấy cuộc sống khó khăn hơn. Họ yếu đến nỗi không thể làm nổi tất cả các công việc hàng ngày, nhưng họ rất thương yêu nhau và cả hai đã nguyện với nhau rằng khi thời điểm cái chết đến gõ cửa nhà họ, họ muốn được chết cùng nhau. Họ biết thời điểm đó chắc cũng chẳng còn lâu lắm nữa. Nhưng rồi có một việc xảy ra làm thay đổi tất cả. Nó bắt đầu vào một buổi sáng, khi ông lão vào rừng đốn củi và nhặt nấm. Buổi sáng định mệnh ấy, bà lão đứng tiễn ông như bao lần. Ông lão vào rừng đấy à, nhớ đi lại cẩn thận nha. Ông lão cẩn thận dặn dò. Tôi vào rừng đây, tôi sẽ sớm về thôi. Bà ở nhà nhớ cẩn thận. Mắc kém thì đừng có đi đâu xa. Bữa sáng tôi đã chuẩn bị sẵn cho bà rồi đấy. Bà chịu khó ăn nhiều một chút nha. Thường bà kém mắt lại yếu hơn mình, ông lão luôn bảo bà ở nhà, không dám để bà cùng mình đi vào rừng. Bà lão cũng thấp thỏm lo âu vì mình ông vào rừng mà bà cũng không yên tâm. Dẫu không muốn nhưng hoàn cảnh của ông bà bây giờ buộc ông phải làm vậy. Mặc dù đã rất già, ông lão vẫn phải đi vào núi để nhặt củi bán làm kế sinh nhai. Cũng nhờ vậy mà ông bà nương tựa vào nhau sống êm đềm qua ngày tháng. Dẫu rằng có hơi vất vả một chút, nhưng hai người lại càng vì thế mà thương yêu nhau nhiều hơn. Hôm ấy, cũng như mọi ngày, ông lão cầm củi nhặt được một vác củi lớn. Ông nghĩ thầm, vác củi này chắc chắn sẽ bán được nhiều tiền hơn mọi khi. Ông nhìn bó củi, thở vào, rồi khuôn mặt vui vẻ hẳn lên. Cuối cùng thì cũng xong. Cũng may nhờ trận mưa đêm qua mà cành khô rụng xuống nhiều quá, vậy mà mình cứ lo lắng mãi. Chắc bà lão cũng không ngờ mình kiếm được những cành củi chắc nịch như thế này. Khi đã lấy xong củi, ông lão chợt nghĩ rằng chà, bà lão nhà mình rất thích nấm. Bây giờ còn sớm, ta phải đi hái cho bà lão một ít mới được. Nghĩ vậy, với bó củi cột chặt sau lưng, ông lão cầm củi tìm nhặt từng chiếc nấm. Nhìn những cây nấm tươi ngon, ông lại càng thấy thích thú hơn. Ông hình dung tới lúc bà lão vui vẻ khi nhìn thấy những cây nấm này mà ông lại càng cố gắng nhặt được nhiều hơn. Và cứ như vậy, không để ý nên ông lão càng ngày càng đi sâu vào rừng hơn. Nhiều rồi đấy, toàn là nấm ngon thôi. Lần này chắc là đủ rồi, bà lão sẽ thích lắm cho bà xem. Giờ thì về nhà thôi, bà ấy chắc là đang mong lắm. Lúc này ngẩng lên, ông cụ mới chợt hốt hoảng vì con đường mòn biến mất. Ông ngơ ngác nhìn xung quanh. Ôi trời ơi, thôi chết rồi, ta đã đi quá xa rồi. Giờ biết đường nào để về nhà đây. Ông đã bị lạc trong rừng. Trời hôm đó lại rất nóng và ông cảm thấy khát kinh khủng. May mắn làm sao khi đang loay hoay tìm con đường mòn nhỏ về nhà thì ông nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Ông đã thấy một dòng suối nhỏ. Có tiếng nước chảy, thật là may mắn quá. Ta đang khát khô cả họng đây. Cụ ông nhanh chóng tiến về phía trước. Dòng suối lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ông liền tháo bó củi, để túi nấm trên bờ, rồi chậm chạp xuống suối. Vẻ mặt ông lão hân hoan hẳn lên. Ơn trời, nước mát và trong lành làm sao. Ông vụt nước đầy hai lòng bàn tay và uống ngon lành. Bỗng nhiên, ông cảm thấy mình khỏe hơn hẳn. Ông uống thêm một ngụm nữa và một lần nữa ý thức được sức mạnh trẻ trung của mình. Điều kỳ diệu nữa xảy ra, đó là mặt ông bây giờ là gương mặt của một chàng trai trẻ. Những nếp nhăn trên mặt đã biến mất, mái tóc bạc đã trở nên đen bóng. Nước trong và mát, ông lão cứ vụt tay xuống và uống tiếp. Dần dần, ông biến thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, cơ thể cường tráng. Ông lão lúc này đã là một chàng trai, liền nhìn lại tay chân của mình, mọi vết nhăn dấu vết của thời gian đều biến mất. Chàng trai sung sướng soi mình xuống nước. Dưới nước, bóng chàng trai trẻ dập dềnh, chàng liền reo lên sung sướng. Thật không thể ngờ, mình đã trở lại thời trai trẻ ư. Ôi, khó tin quá. Có lẽ nào đây là dòng suối thần có thể cải lão hoàng đồng. Bà lão mà biết được sẽ vui lắm đây. Phải nhanh về nói với bà lão mới được. Chàng trai bước lên bờ, phầm phầm vác bó củi và túi nấm bước đi. Mặt trời lặn, màn đêm dần buông xuống khu rừng. Căn nhà nhỏ sáng ánh đèn dần dần hiện ra trước mắt ông lão. Bà cụ già ngồi cạnh bếp củi giữa nhà, chốc chốc lại quay đầu ra cửa trông ngóng. Ai, sao ông lão giờ này vẫn chưa về? bỗng có tiếng sột soạt ngoài cửa. Bà lão liền đứng dậy bước ra cửa. Dưới ánh trăng mờ ảo ngoài sân, bà lão nhìn chàng trai chăm chăm. Chàng trai đặt bó củi xuống rồi nhanh chóng tiến lại gần phía bà lão. Bà lão hỏi: "Hả? Anh là ai vậy? Xin hỏi đến nhà chúng tôi có việc gì?" "Là tôi đây, bà ơi. Chuyện này thật khó tin, nhưng chúng ta hãy vào nhà đã." "Giọng nói này thì đúng là ông rồi. Sao ông về muộn thế? Nhanh, nhanh lên nào, ở đây lạnh lắm. Vào đi, nhanh lên." Cả hai bước vào trong nhà. Dưới ánh sáng, bà lão ngắm nghía chàng trai. Bà chợt hốt hoảng: "Hả? Ông đây ư? Sao ông lại thành ra như thế này? Có phải ông lão không?" Không phải, sao lại... Chàng trai cầm tay bà cụ khẳng định: "Là tôi, chứ còn ai vào đây nữa chứ." Bà lão kêu lên sửng sốt, sợ hãi: Không phải ông đâu, buông tôi ra đi." Rồi bà cụ bưng mặt khóc nức nở: "Ông ơi, ông đâu rồi? Ông mau về với tôi đi mà, ông ơi." Chàng trai đỡ bà lão dậy, mỉm cười: "Là tôi đây bà lão, bà bình tĩnh nghe tôi nói nè." Bà lão nín khóc, dần trấn tĩnh trở lại. Chàng trai liền kéo bà ngồi xuống cạnh bếp lửa, bắt đầu kể. "Chuyện là thế này bà ạ." Sau đó, ông thuật lại cho bà nghe chuyện kỳ diệu ngày hôm nay, câu chuyện về những cây nấm tươi ngon trong rừng, về con đường ông bị lạc và dòng suối kỳ lạ có phép màu. Sau khi chăm chú lắng nghe với vẻ tò mò, bà lão nói một cách phấn khởi: "Thế à, kỳ diệu quá ông nhỉ. Nếu điều đó có thật thì ngày mai tôi phải đi đến đó để uống nước, vì tôi cũng muốn trở nên trẻ trung như ông. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau rất nhiều năm nữa." Ngày hôm sau, mặt trời lên, bà lão lọ mọ chống gậy bước theo ông vào rừng. Chàng trai đi bên cạnh đỡ bà. Bà cụ vừa đi vừa thở, chốc chốc lại đứng lại để nghỉ. Khi dòng suối hiện ra trước mặt, bà cụ chợt reo lên: "Kìa ông ơi, dòng suối kia rồi. Có phải dòng suối thần mà ông đã uống nước không?" Chàng trai gật đầu vui vẻ: "Đúng vậy, chính là dòng nước mà tôi đã uống đó bà." Bà lão vội bước xuống, lấy tay vụt nước uống lấy uống để. Bà trở lại thành thiếu nữ xinh đẹp. Chàng trai đứng bên bờ nhìn vợ thích thú. Và đúng là dòng suối kỳ lạ, phép màu lại xảy ra một lần nữa. Chỉ uống một chút nước mà bà lão vụt trở thành một cô gái trẻ trung. Ông lão phải thốt lên trầm trồ: "Ôi trời ơi, đúng là bà của mấy chục năm về trước rồi. Bà ơi, thật là tuyệt vời. Trông bà xinh đẹp như ngày chúng ta mới bắt đầu yêu nhau vậy." "Ôi, thật như vậy sao ông?" Bà lão vui vì giờ mình đã trở thành một cô gái xinh đẹp, ngượng ngùng hỏi lại. Cô gái trẻ ngắm mình dưới nước thích thú, liền lấy tay vụt nước uống liên tục. Cô đang rất khát vì đã đi qua cả một ngọn núi để đến đây. Bỗng nhiên, cô gái biến thành một đứa bé gái. Chàng trai hốt hoảng kêu lên: "Trời ơi, mình dừng lại ngay, đừng có uống thêm chút nước suối nào nữa." Nhưng không kịp nữa rồi, vì muốn được trẻ trung, uống quá nhiều nước nên bà lão đã trở về thành một đứa trẻ. Đứa bé gái nhìn tay chân mình rồi ngắm mình dưới nước, chợt sợ hãi khóc lóc. Đứa trẻ yếu ớt thiều thào dưới chân ông: "Nước suối ngọt quá, mà tôi thì khác. Tôi cứ nghĩ nếu uống nhiều thì mình sẽ trẻ lâu, sẽ trẻ mãi. Ai ngờ tham lam quá lại ra như thế này." Chàng trai nhìn đứa bé thở dài: "Thật đúng là lòng tham khó kiểm soát. Giờ thì tôi lại phải chăm sóc cho bà giống như chăm sóc một đứa trẻ ư? Tôi biết phải làm thế nào đây, trời ơi." Người đàn ông buồn rầu quấn chặt đứa trẻ vào cái áo kimono rồi ôm nó về nhà. Từ đó trở đi, ông phải làm lụng chăm sóc người vợ hài nhi của mình trong một nỗi buồn kéo dài qua ngày tháng. Xe vàng, xe bạc. Chuyện kể rằng thời bấy giờ, vào một đêm trăng trời đã trở về khuya mà ở cung điện vẫn mãi sáng đèn. Thấy vậy, Quan Vũ, một vị quan tể tướng thân cận của đức vua lấy làm băn khoăn. Không hiểu giờ này đức vua còn làm gì mà chưa ngủ nhỉ? Đèn vẫn sáng mãi thế kia. Không được, ta phải sang xem người thế nào mới được. Không khỏi lo âu, nghĩ rồi, Quan Vũ vội vàng tiến tới trước cửa phòng của nhà vua. Lúc này, trong ngự phòng, nhà vua vẫn ngồi trăn trở bên bàn, khuôn mặt đăm chiêu lo nghĩ. Bỗng có tiếng gõ cửa từ phía ngoài vọng vào. Bẩm đức vua, người vẫn còn thức ư? Đêm đã khuya lắm rồi, xin người hãy nghỉ ngơi để giữ gìn long thể. Nghe giọng Quan Vũ, nhà vua vội vời gọi. Quan Vũ đây à, khanh hãy mau vào đây. Nghe giọng đức vua có vẻ khẩn thiết, Quan Vũ lấy làm vô cùng băn khoăn, lo lắng nên vội vã bước vào ngự phòng. Vào trong, ông ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà vua ngồi đăm chiêu bên bàn, trước mặt là cuộn giấy đỏ được đặt ngay ngắn. Quan Vũ khép nép lại gần hỏi đức vua. Thưa đức vua, đây có phải là sớ thư từ Tây Quốc gửi sang không ạ? Đức vua suy tư khẽ gật đầu. Dạ thưa, vậy trong sớ thư nói gì mà khiến người phải đăm chiêu trăn trở đến như vậy? Đức vua vẫn không khỏi suy tư rồi nói với Quan Vũ. Đúng vậy, sớ thư mời đại diện nước ta sang dự lễ cấp sắc đầu năm cho nam kiệt của tộc người Tây Quốc. Quan Vũ ngạc nhiên. Hóa ra đây chính là lý do khiến người thức mãi, không ngủ được sao? Đức vua lo lắng nói với Quan Vũ. Khanh biết đấy, lễ cấp sắc của Tây Quốc cho các nam thanh niên vừa tròn 16 tuổi sẽ diễn ra vào mùa xuân. Và họ yêu cầu sứ thần của ta cũng phải là nam thanh niên trẻ tuổi. Vì thế ta không thể cử các quan trong triều đi được, nên đang rất băn khoăn, chưa biết tiến cử người nào xứng đáng đảm nhận nhiệm vụ này. Đức vua thở dài rồi nói tiếp. Ta lo lắm. Từ trước mối quan hệ giữa phía ta và tộc người Tây Quốc vốn đã không được tốt. Nếu nhỡ lại xảy ra những điều không hay thì chỉ có làm tệ hơn mối quan hệ đó, rồi sẽ ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc. Trong khi đó, các vị công tử trong triều thì còn quá non nớt. Ta không thể yên tâm giao phó sứ mệnh quan trọng này cho họ. Khanh nói xem, ta nên làm cách nào? Nghe thấu lời giải bày của đức vua, Quan Vũ cũng không giấu được sự lo lắng của mình. Ông nhìn chằm chằm vào cuốn sớ thư đỏ trên bàn đầy đăm chiêu suy nghĩ. Rồi chợt suy nghĩ như ra sáng kiến, ông vội tâu với đức vua. Muôn tâu đức vua, thần có ý này. Chúng ta hãy tổ chức cho tuyển sứ thần khắp các nước. Thần tin chắc rằng sẽ tìm được hiền tài ở nước ta có thể gánh vác trọng trách này. Nghe Quan Vũ nói, đức vua suy nghĩ một lát rồi gật gù tán thành. Khanh nói có lý, cần phải tìm một người vừa có tâm vừa có tài. Hay, được, ta có cách rồi. Sau khi bàn bạc với vị quan cận thần của mình, nhà vua liền cho người thông báo rộng rãi tới toàn thể dân chúng. Và ngay lập tức, thánh chỉ được đưa đến trước thần dân. Ai nấy đều cung kính, quỳ sụp xuống để nghe thánh chỉ của đức vua. Vị tướng mang theo tờ thánh chỉ, đứng cầm dõng dạc đọc cho toàn thể thần dân đang cúi đầu lắng nghe và tiếp chỉ. Hỡi các thần dân, hãy nghe ta đọc thánh chỉ của đức vua ban đây. Hiện tại, đất nước đang rất cần tìm một thanh niên tài đức đi sứ sang Tây Phương, nhưng với điều kiện rằng những người đến tuyển trước đức vua không được mang thứ gì làm lễ, cũng không được đến tay không. Các ngươi đã nghe rõ cả rồi chứ? Lấy làm lạ, nhưng dân chúng vẫn đồng loạt cúi đầu tuân mệnh. Chờ cho vị tướng đi khỏi, người dân ai nấy xúm lại đều thắc mắc khó hiểu. Họ quay sang bàn tán to nhỏ hỏi nhau. Sao điều kiện lạ thế nhỉ? Vừa không được mang thứ gì làm lễ, lại không được đến tay không, lạ thật. Sau khi thánh chỉ được ban, ngay lập tức quân lính đem cáo thị đi dán khắp kinh thành. Dân chúng tấp nập qua lại, ai nấy cũng đều háo hức đến xem. Rồi một hôm, trước cổng thành xuất hiện một đoàn người rước rầm rộ tiến vào với các người hầu kẻ hạ, kéo theo rất nhiều cỗ xe chở các thùng hàng theo sau. Đi đầu đoàn rước là chiếc kiệu chở vị công tử vẻ mặt rất hách dịch. Hắn vênh váo quát nạt tên hầu đi phía trước, rồi lại quay ra quát tháo ầm ĩ lính tráng xung quanh. Này, những tên lính kia, đứng dẹp ra cho ta vào cầu kiến đức vua. Đoàn Kiệu vào đến bên trong sân cung điện. Vị công tử bước xuống cúi đầu trước đức vua rồi nói: Muôn Tâu quốc vương, hạ thần là đại công tử Hoàng Hà, đến từ thành Vũ Linh. Ngay sau khi biết thánh chỉ của người, thần đã chắc chắn rằng nhiệm vụ này chỉ có thần mới có thể đảm nhận. Vậy xin người hãy cho phép thần được đảm nhiệm trọng trách này ạ. Thấy vẻ đắc thắng của vị công tử, đức vua ôn tồn hỏi lại: Vậy ngươi đã đọc kỹ điều kiện của ta chưa? Muôn Tâu quốc vương, thần đã đọc. Đúng như yêu cầu của người, thần không mang lễ vật gì cả, nhưng quốc vương nhìn xem. Vừa nói, vị công tử vừa chỉ vào đoàn người tùy tùng của mình cùng với những cỗ xe dựng trước sân cung đình chất đầy vàng bạc, trang sức, lụa là, gấm vóc. Rồi anh hãnh diện và tự tin thưa với đức vua rằng người không hề phải nhận từ anh ta, mà là đoàn tùy tùng đã mang lễ thay anh ta. Tất cả số cống vật, châu báu kia là của tùy tùng anh ta dâng lên cho đức vua. Đức vua thở dài thất vọng rồi quay đầu bước đi trước sự ngỡ ngàng của vị công tử. Người vừa đi vừa lắc đầu nói: Ta cũng đã nói rõ là không được đi tay không đến, nhưng trên tay ngươi lại không hề có thứ gì. Vậy là ngươi không đáp ứng được yêu cầu của ta, hãy về đi. Vị công tử ngớ người ra, ngơ ngác nhìn theo đức vua mà chẳng thể nói thêm được điều gì. Một thời gian sau, lại xuất hiện một vị công tử khác, trên tay bê một hộp đựng rất nhiều vàng bạc và dõng dạc tâu với đức vua: Thưa đức vua, thần cầm theo rất nhiều vàng bạc, nhưng đúng như yêu cầu của người, thần không tặng quà ngày hôm nay mà chỉ cầm đến để giới thiệu. Ở quốc gia thần còn rất nhiều vàng bạc, châu báu hơn nữa. Nếu như được chọn đại diện đi sứ, thần sẽ cung kính tặng đức vua và các tộc người Tây Phương, mang vẻ vang về cho đất nước ạ. Nghe xong, đức vua lại một lần nữa lắc đầu thất vọng. Người xua tay bảo vị công tử này hãy về đi. Chỉ khoe mẽ của cải, châu báu thì đâu có mang lại vẻ vang gì. Vậy là có không biết bao nhiêu các vị vương tôn công tử từ khắp mọi miền đất nước đã đến diện kiến và tỏ lòng tự tin xin nhận sứ mệnh đi sứ. Nhưng chưa có ai có thể làm đức vua hài lòng, sẵn sàng giao trọng trách quan trọng đó được. Thời gian trôi qua rồi cũng sắp đến ngày phải đi sứ mà vẫn chưa tìm được người hiền tài. Vị quan cận thần Quan Vũ cũng vô cùng lo âu. Đang lúc sốt ruột không biết phải làm sao thì một tin lính đến bẩm báo rằng đức vua triệu kiến ông vào gấp. Mặc dù rất lo lắng nhưng không thể chậm trễ, Quan Vũ vội bước đến diện kiến đức vua. Nhìn thấy đức vua ngồi buồn bã trên ngai vàng, Quan Vũ lấy làm e ngại: Dạ, muôn tâu đức vua, Quan Vũ có mặt. Vẻ mặt mệt mỏi, âu sầu, đức vua nói với Quan Vũ rằng có một thanh niên nữa xin được diện kiến. Nhưng người quá thất vọng bởi những lần trước nên chẳng còn muốn tuyển chọn nữa mà sai Quan Vũ hãy thay mình ra xem thế nào. Quan Vũ vâng mệnh đức vua liền ra xem ngay thì thấy một thanh niên có nét mặt tuấn tú đang quỳ đợi. Hai tay anh khom khom như giữ vật gì đó. Thấy quan tể tướng bước ra, chàng thanh niên cung kính cúi đầu: Muôn Tâu đại quan, hôm nay đến đây thần không hề đến tay không? Lúc này bên trong hoàng cung, đức vua không khỏi bồn chồn lo lắng. Người liên tục đi đi lại lại sốt ruột, lo nghĩ thời gian thì đã gấp rút lắm rồi. Không biết liệu người thanh niên này có hơn những kẻ cầu kiến trước không? Chẳng thể chờ đợi lâu hơn nữa, đức vua liền tiến ra khung cửa hé mở, nhìn ra ngoài để theo dõi người thanh niên mới đến xem như thế nào. Thì thấy ngoài sân, chàng thanh niên xòe hai bàn tay ra. Lập tức một chú bồ câu trắng khẽ rũ lông rồi đập cánh bay lên, khiến cho Quan Vũ sững sờ ngạc nhiên. Lúc này chàng thanh niên mới từ tốn nói: Chú chim bồ câu trắng này chính là món quà và lòng thành của hạ thần. Phía sau khung cửa, đức vua cũng vô cùng ngạc nhiên. Thần mang chú chim bồ câu trắng này đến, nhưng giờ chú chim ấy cũng đã bay đi rồi. Vậy có nghĩa là thần không hề đến tay không? Cũng không hề cống tặng lên đức vua bất cứ thứ gì. Muôn Tâu đại quan, với một người đi sứ, nhiệm vụ lớn lao nhất là phải chứng tỏ được khí phách và tâm nguyện của triều đình. Nghe chàng thanh niên nói, Quan Vũ lấy làm rất hài lòng. Chàng đúng là trẻ tuổi mà thông minh sáng dạ, lại còn có khí phách và tư tưởng đáng để trọng dụng. Vàng bạc châu báu gom lại, dù có nhiều bao nhiêu thì cũng đâu thể sánh với sự bình yên của giang sơn đất nước. Bên trong, đức vua vẫn lặng lẽ lắng nghe từng lời chàng thanh niên nói. Đây cũng chính là thông điệp mà hạ thần sẽ mang theo nếu được đại diện đi sứ. Thần sẽ một lòng chứng minh cho các tộc người Tây Phương thấy được tâm nguyện của nước nhà là mong muốn cùng nhau nắm tay vun đắp hòa bình, yên ổn cho muôn dân trăm họ. Nghe đến đây, Hoàng Tể Tướng càng sững sờ thán phục chàng trai trẻ. Người thanh niên này quả là bậc anh tài, đúng là một người tâm ngay chí sáng mà đất nước đang cần. Vô cùng hài lòng, đức vua không thể chờ thêm nữa mà bước hẳn ra ngoài. Thấy đức vua xuất hiện, chàng trai và quan tỷ tướng cùng cung kính cúi đầu hành lễ. Đức vua vừa vuốt râu vừa mỉm cười nói: Thật là đúng với ý trẫm, cùng nhau nắm tay vun đắp hòa bình, yên ổn cho muôn dân trăm họ. Đó quả là món quà không gì có thể giá trị sánh bằng để mang đi sứ. Người đúng là bậc hiền tài trẻ tuổi mà trẫm đang tìm kiếm bấy lâu, xứng để được đảm nhiệm trọng trách cả đất nước giao phó. Ham ăn, lười lao động. Ngày xưa, có một chàng trai mồ côi nghèo khổ. Ngày anh ta cầm cụi làm lụng trên mảnh đất thuê của địa chủ trong vùng. Lúc nào mặt mũi anh cũng âu sầu, buồn bã vì nghĩ đến số phận vất vả, cơ cực của mình. Hôm ấy, anh chàng đi ra ngoài làm đồng như thường lệ. Trời nắng mỗi lúc một gay gắt, mồ hôi chảy trên mặt anh nhễ nhại. Chàng trai quyết định lên một gốc cây lớn trên bờ ngồi nghỉ. Dạ, chưa đến buổi trưa mà nắng đã gắt thế này rồi. Nhìn xuống luống đất còn chưa làm cỏ xong mà không khỏi chán nản. Giá mà ta sinh ra trong một gia đình khá giả thì đã đâu đến nỗi vất vả như thế này. Này, người chả phải làm lụng vất vả gì mà vẫn có cuộc sống sung túc đủ đầy. Số phận thật là bất công với mình. Rồi chàng trai ngã lưng ra sau gốc cây, suy nghĩ miên man. Những tiếng thở dài não nề không ngừng vang lên, than vãn cho cuộc sống cơ cực vất vả mà chàng đã phải trải qua. Chợt một cơn gió mát mẻ thổi qua, chàng trai ríu mắt lúc nào không hay. Rồi chàng từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ của chàng trai, thần cây xuất hiện với gương mặt phúc hậu, bộ râu dài trắng phao như cước. Thần cây khe khẽ hỏi: Chàng trai, ta là thần cây đây, ta có nghe thấy tiếng thở dài đâu đây? Thần cây ư? Thần cây hiền từ nói: Chàng trai, cớ sao cậu lại buồn phiền như vậy? Ta có thể giúp ích gì cho cậu không? Chàng trai vô cùng mừng rỡ khi biết trước mặt mình là một vị thần, liền khẩn khoản cầu xin: Vậy ư? Xin thần hãy giúp cho con có cuộc sống sung sướng, vui vẻ hơn với ạ. Thần cây khẽ mỉm cười trước ước muốn của chàng trai trẻ. Thế con muốn những gì để có thể sung sướng và vui vẻ? Rất nhanh nhẹn, chàng ta liền bày tỏ cho thần cây biết được những mong muốn, ao ước trong lòng mình đã cất giữ bấy lâu nay. Dạ, con muốn có địa vị quyền quý cao sang, có thật nhiều tiền bạc, cả đời tiêu không hết, Và có người vợ xinh đẹp như tiên giáng trần ạ. Đợi cho chàng trai thao thao nói hết những ao ước của mình, thần cây định giơ chiếc gậy thần ra, bất chợt sững lại hỏi: Được, nhưng nếu có được những điều đó cậu vẫn không vui thì sao? Chàng trai đầy phấn khởi, tự tin khẳng định: Sao lại không vui ạ? Chắc chắn con sẽ vui thưa ngài. Nghe chàng trai quả quyết như vậy, thần cây liền gật đầu ưng thuận, chấp nhận những yêu cầu của chàng. Tuy nhiên, thần cây không quên dặn dò: Thôi được, ta sẽ cho cậu đầy đủ 3 điều ước trên, nhưng nếu có chúng rồi cậu vẫn buông tiếng thở dài thì phép thuật của ta sẽ vô hiệu, cậu nghe rõ chưa? Trong lòng chàng trai nghĩ, có được những điều mà cả đời này chàng ao ước như thế, chắc chắn chàng sẽ không thể nào buồn được, mà chỉ vui vẻ và hạnh phúc thôi. Nên không một chút lưỡng lự, chàng liền trả lời: Dạ vâng thưa cụ. Vừa nói dứt lời thì lập tức những ước muốn của chàng đã được thần cây biến trở thành hiện thực. Chàng trai đang thất thểu đi trên đường thì một tiếng quát lớn làm chàng sững người quay lại. Đúng là người này rồi! Chàng trai chưa hết ngỡ ngàng, không hiểu câu chuyện đầu đuôi ra sao, chỉ biết trước mặt mình là một toán lính của triều đình. Một tên lính kính cẩn đi đến gần chàng trai, dở ra bức hình giống y khuôn mặt của chàng trai. Dạ, nhà vua có lệnh tìm người có hình dáng y như thế này về cung để ban chức thước bổng lộc, bởi vì đây chính là người anh em của nhà vua đã thất lạc từ lâu ạ. Nghe những lời ấy, chàng trai vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Chàng nhìn kỹ vào bức chân dung mà tên lính cầm trong tay. Thật kỳ lạ, không ai khác đó chính là mình. Với một tâm trạng vô cùng sung sướng, chàng đi cùng quân lính mau chóng trở về kinh thành. Nhà vua đã có lệnh không được để người ra ngoài. Nhà vua đã thất lạc người một lần rồi, không thể để thất lạc một lần nữa. Xin người y lệnh. Mặc dù chàng trai nói thế nào, những tên lính cũng nhất quyết không cho chàng đi ra ngoài. Bắt phải ngồi trong phòng cho đến khi có lệnh của vua ban xuống. Ngồi trong căn phòng sơn son gác tía, chàng trai bất giác thở dài thường thượt. Như thế này thì còn gì là tự do cơ chứ. Chàng vừa buông tiếng thở dài, chợt không gian rung chuyển, một luồng sáng bốc lên. Đúng như lời giao ước ban đầu của thần cây, mỗi lần thở dài thì lập tức điều ước ấy sẽ mất hết linh nghiệm. Thần cây đưa chàng đến với điều ước thứ hai là được trở nên giàu có. Thoát cái, chàng trai đang ngồi trong một gia tư giàu có, xung quanh những hòn tiền lớn nhỏ chất cao như ngất và những người đứng hầu. Chàng trai vô cùng hài lòng khi thấy bây giờ mình đã thực sự giàu có nhất vùng. Với số tiền đó, có mà tiêu cả đời cũng không thể hết. Đến bây giờ, chàng không còn phải lo đến những ngày thiếu thốn, phải cặm cụi ăn bữa nay, lo bữa mai nữa rồi. Như vậy là ta đã giàu to rồi, có mà tiêu cả đời này cũng không thể hết chừng tiền này. Ôi, thật tuyệt quá. Nhưng rồi kể từ khi có nhiều tiền, lúc nào chàng trai cũng chỉ ngồi ôm khư khư đống tiền vàng đó, không dám dời chúng nửa bước. Ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ, vì nỗi lo sợ lúc mình không có ở đó thì kẻ gian lấy mất. Thấy ông chủ như vậy, những kẻ hầu vô cùng lo lắng, chạy lại hết lời khuyên nhủ. Thưa cậu đi nghỉ đi ạ. Chàng trai thì nghĩ thầm rằng có lẽ là bọn chúng vờ quan tâm đến mình như vậy để tìm cách cưỡm số tiền vàng của mình, vậy nên xua tay nói với kẻ hầu. Không, ta cần chi ngủ cơ chứ. Có đống bạc lớn thế này thì ta có thức hoài cũng không thấy mệt đâu. Nhưng gần tháng nay cậu chưa chợp mắt, chỉ có ngồi ôm khư khư đống tiền vàng này thôi ạ. Mặc dù mọi người có khuyên nhủ thế nào, chàng trai cũng không nghe. Thấy vậy, người làm liền mang đến trước mặt chàng trai một chiếc gương dơ ra. Cậu hãy xem lại mình đi ạ. Khi nhìn thấy mình trong gương, chàng trai hết ngạc nhiên đến sững sờ, không còn là chàng trai ngày nào nữa, mà là một ông già với râu ria lõm chõm, khuôn mặt tiều tụy hốc hác, đến chính anh cũng không còn nhận ra bản thân mình nữa. Chàng trai sững sốt nhìn vào đống tiền bạc, rồi lại nhìn vào gương buồn bã. Trời, là ta đây sao? Tại sao có nhiều tiền bạc như mơ ước mà trông ta lại thảm hại thế này? Chàng bần thần không biết phải làm sao nữa, chỉ biết thở dài thường thường. Sau tiếng thở dài của chàng trai, bất chợt mặt đất lại rung chuyển, kèm theo một luồng ánh sáng chói lòa. Chàng trai đã được thần tiên đưa đến với điều ước cuối cùng của mình là có được một cô vợ xinh đẹp. Trong khoảnh khắc trước bờ hồ thơ mộng, chàng hạnh phúc ngắm nhìn cô vợ xinh như tiên dáng trần đang đứng bên cây liễu. Cô vợ nũng nịu dựa vào chồng thỏ thẻ. Chàng thấy thiếp và liễu thì thứ gì đẹp hơn? Chàng trai nhìn vợ đắm đuối nói: đương nhiên là nàng đẹp hơn. Nàng đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, là thứ quý giá nhất mà ta có được. Ta thật diễm phúc khi có nàng làm vợ. Trước những lời lẽ ngọt ngào của chàng trai, cô vợ thấy vô cùng hài lòng. Họ tựa vai nhau ngắm vườn thượng uyển vô cùng hạnh phúc. Bất chợt người hầu chạy nhanh vào, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Thiếu gia, phụ thân của người đang lâm bệnh nặng ở quê nhà, rất muốn được gặp người trong lúc lâm chung. Xin người chuẩn bị gấp để lên đường ạ. Chàng trai vô cùng hốt hoảng trước tình dữ ấy, liền hốt hoảng định chuẩn bị lên đường nhanh. Bất ngờ cô vợ xinh đẹp níu lấy tay chàng. Chàng không được đi đâu cả. Chàng nhất định phải ở lại đây với em. Chàng đi thì em buồn chết. Chàng trai hết sức bất ngờ trước yêu cầu của người vợ xinh đẹp. Chàng đành cố gắng dằn lòng giải thích: nhưng cha ta đang nguy kịch, ta không thể bất hiếu với người được. Xin nàng hãy hiểu cho ta. Xong công việc, nhất định ta sẽ quay trở lại đây với nàng ngay. Nàng hãy chờ. Không để cho chàng trai nói hết câu, cô vợ xinh đẹp đã vội vàng khóc lóc tức tưởi. Chàng không thấy em xinh đẹp thế này ư? Chẳng phải chàng từng nói em là thứ quý giá nhất mà chàng có được ư? Sao chàng nỡ để em sống trong cô đơn dù chỉ trong chốc lát cơ chứ? Nếu mà chàng vẫn nhất quyết đi thì coi như tình nghĩa của chúng ta chấm hết. Nghe cô vợ xinh đẹp nói như vậy, chàng trai cảm thấy vô cùng khó xử. Chàng không biết phải làm thế nào, giữa một bên là tình, còn bên kia là hiếu. Nàng muốn ta phải làm sao đây? Khi chàng trai vừa buông tiếng thở dài, bất chợt một luồng sáng hiện lên, mặt đất rung chuyển. Đúng như giao ước của thần cây, tiếng thở dài đã làm cho phép thuật của thần cây mất hiệu nghiệm. Giờ đây, chàng trai lại xuất hiện bên thần cây, ở gốc cây cổ thụ bên ruộng đổ. Chàng trai, ta đã cho cậu quyền lực, tiền bạc và cả ái tình như cậu muốn, cớ sao cậu vẫn cứ thở dài? Sau nhiều thay đổi trong số phận của mình, chàng trai giờ đây đứng trước thần cây, trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi từ tốn nói: thưa thần cây, con nghĩ lại rồi ạ. Thần cây ngạc nhiên: giờ cậu đang nghĩ gì hỡi chàng trai? Chàng trai dõng dạc nói với thần cây: con thà làm người nông dân cày cuốc mà được ung dung giữa thiên nhiên đất trời. Được làm mình còn hơn là làm nô lệ cho tiền bạc, địa vị, ái tình. Thưa thần cây, xin hãy để con trở lại làm người nông dân khi xưa. Thấy chàng trai nói vậy, thần cây khẽ vuốt râu mỉm cười. Hỡi chàng trai, cậu hiểu được điều đó ta rất mừng. Hãy nhớ rằng không có gì đạt được mà không phải trả giá. Hãy tự mình tìm kiếm những điều mình ao ước bằng chính đôi tay, sức lực của bản thân, và hãy hài lòng với hiện tại. Có như vậy, cậu mới không bao giờ mất tự do. Vừa dứt lời thì thần cây biến mất. Một cơn gió xào xạc thổi, làm cho chàng trai tỉnh giấc. Chàng ta đưa tay lên dụi dụi mắt, chưa hết ngỡ ngàng. Ồ, thì ra vừa rồi là một giấc chiêm bao. Chàng trai đưa mắt nhìn ra ngoài ruộng, nắng vẫn chiếu lên những thửa đổ đang làm cỏ dang dở. Nhưng bây giờ chàng trai cảm thấy vô cùng khoan khoái và dễ chịu, bởi chàng hiểu được rằng muốn có điều gì đó thì mình phải tự làm bằng chính đôi tay của mình, chứ không phải ngồi đó mà oán trách hay than thở. Nghĩ vậy, chàng trai xốc vai đứng dậy bước xuống ruộng. Tiếp tục làm thôi nào! Bánh chưng, bánh dày. Ngày xưa, đời vua Hùng Vương thứ 6, nhà vua đã đến tuổi về già, cần tìm người kế vị ngai vàng thay mình. Vua sinh hạ được rất nhiều con trai, nên đang mong muốn tìm người con nào xứng đáng nhất để thay mình trị vì đất nước. Nhân dịp đầu xuân, nhà vua liền họp các hoàng tử lại và nhắn nhủ rằng: các con, hôm nay ta triệu các con lại là có việc muốn nói. Vâng, thưa cha, có gì xin cha cứ nói ạ. Ta cũng đã già, gần đất xa trời. Giờ ta muốn tìm một người kế vị thật xứng đáng. Trong các con, ta thấy ai cũng tài giỏi, tinh thông võ nghệ. Cho nên ta tính thế này: đầu xuân năm mới, nếu ai dâng lễ vật làm vừa lòng ta, người đó sẽ được ta nhường lại ngồi báo cho. Phía dưới, các lang ai nấy đều hào hứng. Vâng, thưa cha. Sau lời tuyên bố của nhà vua, các lang ai cũng có những dự định rất riêng của mình. Họ sẽ làm hết sức để vừa lòng vua cha. Các lang hào hứng chia sẻ. Chúng ta phải đi tìm những món sơn ngầu hải vị thật là quý hiếm vào, để làm vua cha hài lòng mới được. Phải đấy, ta sẽ sai người ra biển mò tìm sản vật. Phải dâng vua những loại hải sản quý hiếm nhất mới được. Còn em sẽ phái gia nhân vào rừng sâu, mò tìm những con thú quý hiếm nhất, chế biến những món ăn cầu kỳ và độc đáo dâng lên vua cha. Em tin là vua cha sẽ hài lòng. Trong khi mọi người tranh luận hết sức sôi nổi, làng Liều chỉ cúi mặt đăm chiêu đứng tách biệt ở một góc. Làng Liều mồ côi mẹ từ sớm. So với anh em cùng cha khác mẹ của mình thì chàng chịu nhiều thiệt thòi hơn. Cái cậu lang liêu kia quanh năm gắn với ruộng vườn, liệu biết món gì quý giá để dâng lên vua cha đây nhỉ? Lang Liêu! Lang Liêu! Dạ, đệ xin chào các huynh. Lang Liêu, em đã nghĩ ra món gì để dâng lên vua cha chưa? Dạ, chưa anh à. Em ngày ngày gắn với công việc đồng áng, trồng trọt, chưa biết dâng lên vua cha món gì thật quý để tỏ lòng tôn kính đây ạ. Những người anh em nhìn Lang Liêu khẽ giễu cợt. Trong mắt họ, người em Lang Liêu chỉ là kẻ quê mùa, chắc chắn không thể biết được những món sơn hào hải vị quý hiếm để dâng lên vua cha rồi. Sau hôm đó, Lang Liêu nghĩ ngợi rất nhiều. Chàng chưa biết sẽ dâng lên vua cha món gì. Các anh chàng thì ai cũng nhắc đến sơn hào hải vị, còn chàng từ nhỏ chỉ gắn bó với ruộng vườn đồng áng, chỉ quen với những thứ của đồng quê mộc mạc, dung dị. Mấy ngày nay ta đã đi nhiều nơi tìm hiểu, vậy mà vẫn chưa tìm được món gì để dâng lên vua cha cả. Đêm khuya, chàng ngồi xuống dựa vào chiếc cột bên hiên nhà, nhìn lên vầng trăng trên cao. Chỉ mong sao tìm được một món gì thật ý nghĩa, để tỏ lòng kính trọng, hiếu lễ của ta với người. Đêm đã về khuya, với nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Lang Liêu chìm dần vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, một cụ già râu tóc bạc phơ hiện lên. Cụ già cất tiếng gọi. Lang Liêu! Lang Liêu ngạc nhiên nhìn cụ già. Cụ là... Cụ già mỉm cười nhìn Lang Liêu giảng giải. Trong đất trời này thì hạt gạo là quý giá nhất, vì nó nuôi sống được con người. Con hãy lấy gạo nếp làm bánh, bên trong thì lấy đổ, thịt làm nhân, bên ngoài thì lấy lá gói lại, tượng trưng cho vạn vật vũ trụ này, để dâng lên vua cha. Lang Liêu nghe xong lời dạy của cụ già, chàng vô cùng tâm đắc. Càng nghĩ càng thấy hợp với ý mình. Chàng vui mừng như có người gỡ rối lòng cho mình. Bèn cảm ơn cụ già. Đa tạ cụ ạ. Khi tỉnh dậy, chàng mới nhận ra đó là một giấc chiêm bao. Trời ơi, hóa ra là một chiếc chiêm bao. Nhưng nhớ lại lời của cụ già trong giấc mộng, chàng ngẫm nghĩ thấy đúng lắm. Phải, cụ già nói đúng. Trong nhân gian thì hạt thóc là vật quý nhất, vì nó nuôi sống được con người. Phải, mình đã có cách rồi. Thế là Lang Liêu chuẩn bị những phiến lá dong xanh mướt. Chàng rửa sạch để cho khô ráo. Sau đó chọn những hạt gạo nếp cái hoa vàng tròn mẩy, thơm phức, thêm đậu xanh và thịt lợn để làm nhân cho chiếc bánh. Vừa chuẩn bị, trong lòng chàng vừa phấp phới niềm vui khi trong tay mình là những sản vật dù giản dị nhưng lại vô cùng đáng quý, là kết tinh của mồ hôi và sức lao động của người dân. Mấy hôm rồi, vợ Lang Liêu thấy người chồng cặm cụi chuẩn bị gạo, lá dong để làm bánh dâng vua thì hết sức ngạc nhiên. Không giấu nổi sự lo lắng, nàng tiến tới hỏi chồng. Thiếp thấy các anh chàng đều dũng công đi tìm những sơn hào hải vị quý trên rừng dưới bể. Chàng lấy bánh dâng lên vua liệu có đơn giản quá không? Nghe vợ hỏi như vậy, Lang Liêu vừa lau mồ hôi trên trán, vừa vui vẻ trả lời. Ta không nghĩ vậy. Có những món ăn thân thuộc nhưng lại rất quý báu, và hơn hết, nó kết tinh cho những tinh túy đẹp đẽ của đất trời. Giản dị nhưng không hề sơ sài đâu. Nhìn ánh mắt hấp háy đầy niềm vui của chồng, vợ Lang Liêu cũng thêm phần tin tưởng. Sau khi gói bánh xong, Lan Liêu cần mẫn ngồi đung bánh suốt đêm, nhìn bếp than hồng đang cháy bập bùng. Lòng chàng không khỏi khấp khởi mừng vui vì giấc mơ kỳ lạ gặp cụ già. Thế là ngày trọng đại cũng đã đến. Các làng tề tụ dưới sân rồng, ai cũng vô cùng háo hức. Trước mặt mỗi người là những mâm cỗ vô cùng thịnh soạn để chuẩn bị dâng lên vua. Thế nào, các con đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi chứ? Dạ, vâng thưa cha. Nhà vua đi xuống sân, người vô cùng ngạc nhiên trước sự bày biện, chuẩn bị rất công phu của các con. Thưa cha, đây là những sản vật quý con đã không quản ngại khó nhọc cùng gia nhân xuống tận biển để lấy về. Những con sò lâu năm nhất, rồi tẩm với hơn 100 loại gia vị, cũng đều là những vị thuốc cực quý để dâng lên vua cha ạ. Vua Hùng hài lòng lắm, ngài gật gù tâm đắc. Tốt lắm. Trước mặt nhà vua là bát cháo yến được đặt bên trong một chiếc đĩa nạm ngọc sang trọng, và đặt bên cạnh là củ nhân sâm quý. Kính thưa vua cha, con xin dâng lên người món ăn quý, đó là bảo yến được hầm cùng với nhân sâm nghìn năm tuổi. Vua cha ăn vào sẽ trường thọ hàng trăm tuổi ạ. Ta cảm ơn con. Nhà vua lần lượt đi qua các mâm thức ăn sơn hào hải vị, khuôn mặt người đăm chiêu nghĩ ngợi. Nhà vua đi tới cuối hàng, tới chỗ của Lan Liêu còn trống. Nhà vua ngạc nhiên hỏi: Hình như còn thiếu Lan Liêu thì phải. Lúc này, các làng mới ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đúng là từ đầu buổi chầu đến giờ chưa thấy Lan Liêu đâu cả. Lan Liêu sao giờ này vẫn chưa thấy tới nhỉ? Vừa dứt lời, cả triều thần đều đổ dồn ánh mắt về phía Lan Liêu đang bê mâm lễ vật đến. Chàng đứng vào trong hàng cuối, chào vua cha đầy lễ phép. Dạ, xin vua cha thứ tội vì con tới hơi muộn ạ. Nhìn lên mâm lễ của Lan Liêu, vua cha không khỏi ngạc nhiên. Lan Liêu, con mang thứ gì đến dâng lên ta vậy? Lan Liêu chỉ vào mâm bánh lễ phép nói: Thưa vua cha, đây là những chiếc bánh được làm từ gạo nếp ạ. Nghe thấy Lan Liêu trả lời như vậy, ở phía dưới, các làng khác nhìn nhau, tiếng cười khúc khích nổi lên. Bánh ư, gạo nếp ư? Sao lại mang một thứ bánh tầm thường như thế dâng lên vua cha chứ? Nhà vua lại vô cùng chăm chú, người quan sát mâm bánh một cách tò mò, thú vị. Lan Liêu say sưa bày tỏ: Thưa cha, con chọn gạo nếp, bởi gạo chính là thứ quý giá nhất trong nhân gian, vì nó nuôi sống được con người. Bên trong bánh có đỗ xanh, thịt và được gói bằng lá trong bên ngoài, tượng trưng cho muôn loài hòa hợp trong nhân gian. Cái hình vuông là bánh chưng, tượng trưng cho đất. Cái hình tròn là bánh dày, tượng trưng cho trời. Trước những lời lẽ của Lan Liêu, mọi người lặng nghe. Ai cũng cảm nhận được sự quý giá và tầm quan trọng của những sản vật quen thuộc. Đến bây giờ, chúng kết hợp lại tạo thành một món bánh vừa lạ, vừa quen, vừa dân dã, nhưng ý nghĩa lại rất thiêng liêng. Ai cũng đều muốn ăn thử món bánh chưng và bánh dày của Lan Liêu. Nhà vua cảm thấy vô cùng thích thú. Ông vừa nghe Lan Liêu trình bày, vừa gật gù. Ăn thử xong miếng bánh, mặt ông rạng rỡ hẳn lên. Khá lắm Lan Liêu, khá lắm. Lễ vật của con rất hợp ý ta. Đúng lúc ấy, vua Hùng trịnh trọng nói: Ngày hôm nay, lễ vật của Lan Liêu hợp với ý ta nhất. Vậy nên ta tuyên bố Lan Liêu sẽ là người được ta chọn để kế vị ngai vàng. Vậy là từ đó, mỗi khi Tết đến xuân về, trên bàn thờ gia tiên của người Việt luôn có hai món bánh. Món bánh hình vuông tượng trưng cho đất gọi là bánh chưng. Món bánh hình tròn tượng trưng cho trời gọi là bánh dày. Những món ăn ý nghĩa thể hiện sự hiếu kính đối với tổ tiên, đất trời. Phong tục làm bánh chưng, bánh dày mỗi dịp Tết bắt nguồn từ đó. Nhận kẻ thù làm mẹ. Trong một khu rừng nọ, bên hồ nước rộng, xanh mát, rất nhiều hàng cây cổ thụ nghiêng mình, soi bóng xuống mặt hồ. Có một người nhà nhỏ trong hốc cây. Căn nhà được trang trí vô cùng xinh xắn, lại còn điểm bằng những chiếc rèm bằng lá mềm mại. Đó chính là ngôi nhà của cô Cú, nổi tiếng khó tính trong rừng. Một ngày nọ, Cú vừa chợp mắt, bỗng có tiếng quắc quắc của mẹ con nhà ngỗng vọng đến. Tiếng quắc quắc từ xa rồi dần dần gần hơn, khiến Phú cảm thấy rất khó chịu. Từ trong lùm cây lau, Ngỗng mẹ tay xách một chiếc làn nhỏ đựng 2 quả trứng, dắt đàn con tiến về phía hồ. Lũ trẻ vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ. Ngỗng mẹ quay lại nhắc nhở đàn con: "Các con đừng ồn ào, lão cáo mà đánh hời thấy thì nguy." Cú cao có khó chịu đứng trên cái tổ, nhìn xuống nói lớn: "Này mẹ con nhà Ngỗng kia, ồn ào quá đấy, không để cho người khác ngủ à?" Ngỗng mẹ và lũ ngỗng con nghe thấy tiếng của Cú thì đều ngẩng lên nhìn. "Xin lỗi chị nhé, tại lũ trẻ nhà tôi nó hiếu động." Cú đứng phía trên, chu chéo xuống đuổi khéo: "Hiếu động thì đi chỗ khác mà chơi." Ngỗng mẹ bực bội chạy ra, khua các con xuống dưới nước, không quên gắt gỏng: "Chỗ này chả phải của riêng chị. Tôi thấy chỗ này thích hợp nhất để các con tôi tập bơi và chơi đùa." Cú thấy ngỗng mẹ ngang ngược như vậy thì tỏ vẻ khó chịu, quay vào đóng sầm cửa lại. Gần đó, một con cáo nấp sau cái cây, ánh mắt xanh bánh lén nhìn cái giỏ đựng 2 quả trứng gần đấy. Cái tay nó thò ra tóm cái giỏ. Nhưng may quá, ngỗng mẹ đã phát hiện ra, bèn hét lớn: "À, đồ gian ác, trả lại con cho ta!" Cáo giật mình, giật vội cái giỏ chạy đi. Thế nhưng không may, cái giỏ lại bị vướng vào gốc cây, khiến 2 quả trứng rơi ra. 1 quả văng đến gần chân mẹ ngỗng, 1 quả lăn khuất vào bụi cỏ gần đó. Con cáo không chú ý nên vẫn xách cái giỏ trống chạy đi. Ngỗng mẹ vẫn đuổi theo sau quát lớn: "Trả lại con cho ta!" Ngỗng mẹ bước lại gốc cây, ngẩng lên nhìn lũ ngỗng con. Mẹ đã cẩn thận, đi đầu cũng xách theo các em con. Vậy mà... Thế là ngày hôm đó, ngỗng mẹ ôm quả trứng buồn bã quay đi. Lũ ngỗng con nhìn nhau rồi cũng lẽo đéo theo chân mẹ đi về. Màn đêm buông xuống, bờ hồ vang lên những tiếng côn trùng rả rích. Cú quàng cái khăn, xách một cái túi nhỏ bước ra cửa để kiếm ăn. Cú đứng trên cành cao, đảo mắt nhìn xung quanh. Nếu có một chú chuột nào mà lọt vào mắt Cú thì cấm có thoát được. Bất ngờ khuôn mặt Cú sáng lên. Phía dưới lùm cỏ khô gần đó, một vật hình tròn sáng lên dưới ánh trăng. Cú tò mò bay đến, rón rén lại gần. Cú bới những cọng cỏ khô. Bất ngờ một quả trứng ngỗng lộ ra trước mặt. Nó chau mày lẩm bẩm: "Tưởng gì, hóa ra là trứng nhà ngỗng. Hứ, kệ nó vậy, mình ghét nhà ngỗng, chả tội gì mà dây vào." Cú quay đầu toan bước đi. Đi vài bước thì chậm dần rồi dừng lại. Cú đứng suy nghĩ hồi lâu, rồi nó quay phát lại ôm quả trứng ngỗng tự nhủ: "Mà cũng không được, nếu mình cứ bỏ đi như vậy, nhỡ quả trứng bị lão cáo sơi mất thì khổ." Cú đặt quả trứng lên giường, rồi kiếm cái lá phủ lên quả trứng. Xong xuôi rồi, Cú mới lên giường đi ngủ, đánh một giấc đến sáng. Cú đi ra đi vào trên cành cây, ngó về phía bụi lau sậy, đi đi lại lại, lẩm bẩm khó chịu: "Sao giờ này vẫn chưa thấy nhà ngỗng ra, mau mau mà đến nhận con đi chứ." Nhưng bỗng cơn buồn ngủ kéo đến, mà họ nhà Cú ban ngày rất hay buồn ngủ thế đấy. Cú ngáp dài, bước về phía giường, nằm ôm quả trứng ngủ. Cú đang ôm quả trứng ngủ, bất ngờ quả trứng động đậy, rồi có những vệt nứt trên quả trứng. Cú thích thú, hồi hộp theo dõi từng cử động của quả trứng. Bất ngờ làm sao, quả trứng nứt toác ra, một chú ngỗng con bước thò đầu ra, nhìn thấy Cú thì ngước lên gọi: "Mẹ, mẹ!" Ngỗng con lảo đảo chạy tới chỗ Cú, ghé vào lòng Cú. Cú bất ngờ lắm, vội đẩy ngỗng ra rồi nói: "Ta không phải là..." Cú ngập ngừng nghĩ, một giọng nói bên trong vang lên: "Mình không thể nói mình không phải là mẹ của ngỗng con. Đối với một đứa trẻ, thì điều đó sẽ là một tổn thương khá lớn. Cú khẽ khàng ôm ngỗng con vào lòng, vỗ về. Phía bên ngoài cửa, màn đêm dần buông xuống. Bên trong nhà, ngỗng con chìm vào giấc ngủ, còn Cú phải bay đi kiếm ăn đêm. Một ngày dài và nó đã đói ngấu. Thêm nữa, giờ nó có một đứa con. Cú phải chăm chỉ kiếm cả phần thức ăn cho ngỗng con nữa. Sáng lên, Cú trở về với một túi đầy thức ăn để trên bàn. Cũng vừa kịp ngỗng con thức dậy. Cú dặn dò chú ngỗng con ân cần. Con dậy rồi đấy à? Mẹ kiếm đồ cho con ăn rồi nhé. Giờ mẹ phải đi ngủ chút. Cú vừa nằm xuống chập mắt thì ngỗng con chạy ùa đến, kéo Cú ngồi dậy. Mẹ ơi, mẹ cho con xuống đất chơi. Cú lắc đầu buồn ngủ. Không được, hôm nay mẹ buồn ngủ quá, để chiều tối nhé. Ngỗng con phụng phịu buồn bã đi ra cửa sổ nhìn xuống. Cú chợp mắt một tí rồi hé mắt nhìn ngỗng con. Thấy ngỗng con có vẻ buồn buồn, Cú liền ngồi dậy. Thôi được rồi, chúng ta sẽ xuống chơi một tí nhé. Ngỗng con nhảy lên reo hò vui mừng. Cú đậu trên cành cây cao, ngó xuống phía dưới. Ngỗng con phía dưới chạy nhảy thích thú. Đôi lúc nó còn len lén mỉm cười. Nhưng cơn buồn ngủ không tha cho nó. Thỉnh thoảng Cú còn ngủ gật nữa. Chợt có tiếng hét thất thanh của ngỗng con khiến Cú bừng tỉnh. Cứu con với, cứu con với mẹ ơi! Phía dưới gốc cây, ngỗng con đang bị lão cáo đuổi bắt, luôn mồm đe dọa. Làm gì có mẹ mày ở đây, chỉ có mình mày thôi, chết đến nơi rồi con ạ. Cú vội vã bay xuống, dùng bộ móng chân kẹp chặt ngỗng con, rồi bay lên trước sự ngơ ngác của cáo. Cú đưa ngỗng con lên cành cây. Cú lo lắng nhìn ngỗng con hỏi han. Còn có sao không? Ngỗng con lắc đầu. Nó vẫn còn nguyên nỗi hoảng sợ, vội ôm chầm lấy mẹ. Cú nhìn ngỗng con xót xa. May mà mình tới kịp, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra với ngỗng con. Từ mai mình sẽ ngủ ban đêm, để ban ngày đi kiếm ăn và trông ngỗng con mới được. Hôm sau nữa, Cú đưa ngỗng con ra hồ tập bơi. Cú đứng trên khúc gỗ lớn trên mặt nước. Cú nhìn ngỗng con động viên. Con mạnh dạn lên, cứ bước xuống thả lỏng cơ thể, đạp đều hai chân. Ngỗng con rụt rè chạm chân xuống nước, rồi lại rụt lên. Cú nhìn ngỗng con động viên, rồi vươn giải chân xuống nước, rồi giả vờ, xoãi cánh ra như đang bơi. Còn cứ xuống nước như thế này. Bỗng Cú trượt chân rơi tòm xuống nước. Cú vùng vẫy. Cứu! Cứu! Trên bờ, ngỗng con hốt hoảng, lấy hết can đảm. Ngỗng bơi vụng về ra kéo mẹ Cú vào bờ. Cú mẹ nằm trên bờ, ướt sũng mệt mỏi. Ngỗng con lay Cú lo lắng. Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Mẹ không sao. Con của mẹ biết bơi. Bơi giỏi quá. Chợt có tiếng quác quác ồn ào từ phía bụi lau khiến ngỗng con chú ý, ngạc nhiên nhìn lại phía sau. Từ phía bụi lau, mẹ con nhà ngỗng kéo ra. Mẹ con ngỗng đang ồn ào bỗng im bặt sững sờ, nhìn Cú và ngỗng con. Ngỗng con cũng ngạc nhiên nhìn ngỗng mẹ và những người anh chị em giống mình. Cú đứng dậy bên ngỗng con, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi Cú ghé tai vào ngỗng con thì thầm. Đấy mới đúng là gia đình của con. Ngỗng mẹ bước lại gần ngỗng con. Ngỗng mẹ nhìn Cú. Cú gật đầu mỉm cười. Nó là con của chị đấy. Ngỗng mẹ chạy đến, ôm chầm lấy ngỗng con vào lòng. Ôi, con của mẹ, đúng là ngỗng con của mẹ rồi. Con của mẹ vẫn còn sống sao? Rồi ngỗng mẹ nhìn Cú với ánh mắt biết ơn. Cảm ơn chị đã cứu con tôi. Cú mỉm cười gật đầu nói với Ngỗng mẹ. Không có gì chị ạ. Thực ra tôi phải cảm ơn Ngỗng con. Có nó tôi mới biết được thế nào là niềm vui và hạnh phúc của những người làm cha mẹ. Cú nghẹn ngào, mặt xúc động. Từ giờ chị cứ đưa bọn trẻ qua đây chơi trò thoải mái, tôi cũng đỡ nhớ bọn trẻ. Ngỗng mẹ vui vẻ nhận lời ngay. Được, tôi sẽ đưa bọn trẻ tới chơi và thăm chị thường xuyên. Nhìn thấy chị có thể sống vui vẻ được thế này, tôi cũng rất vui. Ngỗng con từ chỗ mấy anh chị em liền chạy đến, ôm chầm lấy Ngỗng mẹ và Cú, mỉm cười hạnh phúc. Vui quá, con có hai người mẹ. Kể từ đó, mẹ con nhà Ngỗng và chị Cú sống bên nhau hạnh phúc trong những căn nhà nhỏ xinh xắn ven hồ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!